Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 125. Mà ông ta lại chẳng thể làm gì khác được. Đúng lúc này, Bùi Thần Hầu chợt tiến lên một bước, sau đó có một luồng uy áp vô hình đã che phủ Hách Liên Phu. Bùi Thần Hầu nhìn chằm chằm vào Hách Liên Phu rồi quát, quỳ xuống. Quỳ xuống. Tiếng nói vang lên như tiếng sấm, Hách Liên Phu ở cách đó không xa run rẩy toàn thân. Ngay sau đó, có một luồng uy áp đáng sợ khiến ông ta thở không ra hơi, đôi chân cũng dần mềm nhũn. Khi Hách Liên Phu sắp bị bắt quỳ xuống thì vẻ mặt ông ta chợt trở nên dữ tợn, ý chí chiến đấu không ngừng tăng lên. Ông ta cũng là một thiên kiêu nên có sự kiêu ngạo của mình, sao giờ có thể khoanh tay chịu trói. Thà chết cũng không quỳ. Dù bị dồn vào đường cùng thì Hách Liên Phu cũng quyết không quy hàng, ông ta bùng phát ý chí chiến đấu chưa từng có. Ông ta đã tự đốt cháy xa thịt cùng thần hồn của mình. Khí tức của Hách Liên Phu bắt đầu tăng lên điên cuồng, không chỉ thế mà ý chí chiến đấu của ông ta cũng tăng lên không kém. Ý chí ấy cuốn hết thảy mọi thứ và chế ngự luồng uy áp đại đạo của Bùi Thần Hầu. Thấy thế, Bùi Thần Hầu híp mắt lại. Các cường giả của gia tộc Hách Liên đang trốn một chỗ lại bừng lên tia hy vọng. Khí tức của Hách Liên Phu tăng lên ngất trời, nó đã vượt qua khí tức vốn có của ông ta. Ông ta đã phá vỡ giới hạn của bản thân để đạt đến cảnh giới thần tổ, đột nhiên ông ta thấy trong người mình truyền đến một cảm giác trống trải như thiếu mất một thứ gì đó. Tiếp đó, dù khí tức của ông ta có tăng hế nào thì cũng không thể đột phá được cửa ải cuối cùng để thật sự đạt tới cảnh giới thần tổ. Hách Liên Phu cảm thấy hơi hoang mang. Tả Lâu ở bên ngoài chăm chú nhìn Hách Liên Phu, khí thần nguyên không đủ. Khí thần nguyên. Đây là linh khí mạnh nhất của nền văn minh vũ trụ cấp 8, dù là vực Cửu Châu thì loại linh khí này cũng cực hiếm. Nơi này vốn rất hiếm cường giả cảnh giới thần tổ không phải vì ít thiên tài, mà bởi ít khí thần nguyên. Nếu không có linh khí này thì dù có giỏi đến mấy cũng khó mà đạt đến cảnh giới thần tổ được, chứ đừng nói là cảnh giới đế thần trong truyền thuyết. Bây giờ, Hách Liên Phu không có linh khí thần nguyên nên dù tâm cảnh và khí thức của ông ta đều đã đạt đến cảnh giới thần tổ thì cũng không thể thật sự bước tới cảnh giới ấy được. Còn thiếu một bước nữa. Bùi Thần Hầu ở gần đó chợt xòe tay ra, một đóa sen lại xuất hiện, ngay sau đó các luồng uy áp đại đạo cũng thi nhau lan ra. Hách Liên Phu không tiếp tục tìm cách đột phá nữa mà ngẩng lên nhìn Bùi Thần Hầu, sau đó chân phải của ông ta dậm mạnh, cả người như một tia sét lao về phía Bùi Thần Hầu. Lần này, khí tức và sức mạnh của ông ta đã hơn trước không biết bao nhiêu lần. Xong, Bùi Thần Hầu ở trước mặt ông ta vẫn bình thản như không. Cô ta khẽ điểm vào đóa sen, nó chợt xoay tròn rồi có một tia sáng đại đạo bay ra từ đóa sen ấy. Quỳnh! Hách Liên Phu bị ép đứng im tại chỗ, sau đó ý chí chiến đấu của ông ta dần bị vỡ nát. Khiêu chiến vượt cấp. Bình thường thì được. Nhưng Bùi Thần Hầu là ai cơ chứ? Cô ta có được vị trí như ngày hôm nay thì có thể dễ đối phó hay sao? Ngày xưa, cô ta cũng là thiên tài trong các thiên tài, hơn nữa trong tay lại có chí bảo đại đạo nên lực chiến đấu vượt xa các cường giả cảnh giới thần tổ bình thường. Hách Liên Phu tiếp tục bị áp chế, ngay khi ông ta dừng lại thì đóa sen kia đã xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta. Tiếp đó có một cột sáng chiếu thẳng xuống và che phủ ông ta hoàn toàn. Hách Liên Phu gầm lên, đôi tay nắm chặt rồi đấm lên phía trước. Ầm. Cột sáng đại đạo kia rung lên mãnh liệt, nhưng Hách Liên Phu không thể phá được nó. Trái lại, sau khi bị nó che phủ, thần hồn và ý chí chiến đấu của ông ta lại bị trấn áp tiếp, nó giống như một ngọn núi khổng lồ đè nặng lên người Hách Liên Phu, khiến thần trí của ông ta dần trở nên mơ hồ. Thấy vậy, Tả Lâu ở bên ngoài chỉ biết lắc đầu, thật đáng tiếc. Nếu Hách Liên Phu mà có linh khí thần nguyên thì chắc chắn có thể đột phá được lên cảnh giới thần tổ, nếu được vậy thì đúng là sẽ có sự khác biệt rất lớn, đáng tiếc. Bàn Lăng ở phía khác cũng nhìn Hách Liên Phu rồi lắc đầu, tộc Hách Liên định cược lớn một phen, họ nghĩ thế lực phía sau Diệp Quân mạnh hơn Sáng Thế Đạo Điện, nhưng đây là chuyện không thể. Quỳnh! Đúng lúc này, bỗng có một tia sáng màu đen trong tay Hách Liên Vũ bay lên cao. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta thì thấy đó là một tấm lệnh bài. Gọi tổ tiên. Thấy thế, ai nấy đều ngẩn ra. Một ông lão đứng sau Hách Liên Vũ cũng nghệt mặt ra rồi run rẩy nói, trưởng tộc, đây là...
Người này biết lệnh bài gọi tổ tiên chỉ được dùng 3 lần, mà nhà họ đã dùng 2 lần rồi. Mà 2 lần đó đều cứu gia tộc Hách Liên, nhưng lần thứ 3 này có thể nói là con át chủ bài cuối cùng. Nhờ có nó mà các châu của vực Cửu Châu đều phải dè chừng tộc Hách Liên phần nào. Vì tổ tiên xưa kia của tộc Hách Liên là một cường giả cảnh giới thần tổ đỉnh cao. Giờ phải dùng đến rồi. Điều này có nghĩa là họ không còn gì chống lưng cho mai này nữa. Các cường giả của gia tộc Hách Liên đều thấy hơi ngỡ ngàng, họ không ngờ trưởng tộc lại làm vậy. Bàn Lăng nhìn Hách Liên Vũ rồi lắc đầu, con bạc luôn như vậy, luôn tin vào vận may, ngu xuẩn. Gia tộc Hách Liên sắp biến mất rồi. Tả Lâu nấp một chỗ thấy Hách Liên Vũ gọi tổ tông thì cũng vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng tộc Hách Liên chỉ còn duy nhất một lần gọi tổ tông nữa thôi, một khi dùng đến con bài tẩy cuối cùng này thì về sau họ sẽ không thể dùng tiếp được nữa. Vậy coi như đặt cước hết cả gia tộc rồi. Tả Lâu nhìn Hách Liên Vũ, lúc này ông ta đang thấy vô cùng tò mò, rốt cuộc điều gì đã khiến gia chủ của tộc Hách Liên liều lĩnh đến vậy? Phải biết rằng một khi họ thua thì sẽ không còn một cơ hội trở mình nào nữa. Ngay khi Hách Liên Vũ gọi tổ tông, lập tức có một ảo ảnh được hình thành ở phía chân trời, sau đó dần trở nên vô cùng chân thực trước mắt mọi người. Đó là một ông lão mặc một bộ trường bào đơn giản, ánh mắt bình lặng như nước, cơ thể không hề tỏa ra bất kỳ khí tức nào. Đó chính là Hách Liên lão tổ. Khi nhìn thấy ông lão ấy, mọi người của tộc Hách Liên đều cung kính hành lễ. Đây là lão tổ của nhà họ, địa vị mà họ có được ngày hôm nay cũng nhờ ông lão này gây dựng. Vì thế, họ vô cùng kính trọng người này. Hách Liên Vũ đứng đầu cũng lễ phép hành lễ, Hách Liên lão tổ quan sát tình hình một chút. Cuối cùng hướng ánh mắt về phía Hách Liên Phu đang bị trấn áp ở gần đó rồi giơ tay phải lên khẽ khua một đường. Bù! Cột sáng trấn áp Hách Liên Phu lập tức vỡ nát. Thấy thế, Hách Liên Vũ ở một bên lập tức thở phào một hơi. Bùi Thần Hầu ngoái lại nhìn Hách Liên lão tổ với ánh mắt bình tĩnh. Ông lão đã ở cảnh giới thần tổ, mà cô ta cũng vậy, hơn nữa cô ta còn là một người đang sống sờ sờ. Hách Liên lão tổ quan sát Hách Liên Phu thì thấy tuy cơ thể và thần hồn của ông ta yếu ớt, nhưng trong ánh mắt vẫn chứa đầy ý chí chiến đấu nên lập tức gật gù nói, tốt. Dứt lời, ông lão quay lại nhìn về phía Bùi Thần Hầu rồi giơ tay tung một quyền ra một cách quyết đoán. Một quyền bay thẳng về phía Bùi Thần Hầu, cô ta khẽ phẩy tay một cái, một đóa sen lập tức chắn trước mặt. Oanh! Nắm đấm kia vỡ tan. Nhưng ngay sau đó đã có một bóng người như một ngón núi lớn tấn công về phía Bùi Thần Hầu, khí tức mạnh mẽ nghiền ép tất cả mọi thứ. Bùi Thần Hầu híp mắt lại. Bùi Thần Hầu đã bị bóng người đó đẩy lùi ra xa trước sự chứng kiến của mọi người, còn đóa sen chắn trước mặt cô ta cũng đã bị bắn ra xa. Thấy thế, mọi người trong tộc Hách Liên đều thở phào một hơi. Lão tổ đúng là lão tổ. Sau khi đánh lùi Bùi Thần Hầu, Hách Liên lão tổ chợt giơ tay phải ra, vô vàn tinh hà đã bay lơ lửng trong lòng bàn tay ông lão. Đại đạo biến đổi. Lúc này, Tả Lâu ở bên ngoài đang nghiêm mặt lại. Đại đạo biến đổi. Cường giả cảnh giới thần tổ cũng phân thành hai cấp mạnh và yếu, điều để so sánh giữa họ là có thể khiến đại đạo biến đổi được hay không. Cái được gọi là đại đạo biến đổi có nghĩa biến một nền văn minh vũ trụ từ không thành có, ngoài ra còn phải hiểu và nắm rõ bản chất của đại đạo. Ngay khi nhìn thấy Hách Liên lão tổ làm vậy, không chỉ Tả Lâu chấn động, mà đến Bùi Thần Hầu cũng hơi ngẩn ra. Vì người có thể làm được việc này không hề đơn giản, cô ta bỗng thấy mình không thể coi thường ông lão được nữa. Đúng lúc này, Hách Liên lão tổ chợt nắm chặt tay phải, một luồng uy áp đại đạo khủng khiếp dâng lên. Khi mọi người ở thế giới bên ngoài cảm nhận được nó thì đều biến sắc mặt với vẻ đầy sợ hãi, thậm chí còn có người quỳ xuống run rẩy. Nắm rõ đại đạo. Nhóm cường giả như Tả Lâu cũng sững sờ, đương nhiên nhiều hơn cả là sự chấn động. Họ không ngờ thực lực của Hách Liên lão tổ lại mạnh tới vậy. Cần biết rằng ông lão chỉ là một ảo ảnh mà thôi, chứ nếu là người thật thì không biết còn mạnh tới đâu. Sau đó, Hách Liên lão tổ tiếp tục tấn công Bùi Thần Hầu. Quỳnh! Một chữ đạo chợt bay ra khỏi quyền của ông lão rồi bắn về phía Bùi Thần Hầu. Cô ta híp mắt lại rồi xoay tròn đầu ngón tay. Ngay sau đó chợt điểm lên đóa sen ban nãy. Quỳnh! Cả bông sen như sống lại,
sau đó cánh hoa đã biến thành các tia sáng chói lóa. Ầm. Loáng cái, cả thời không đen ngòm đã vang lên một tiếng nổ ing tai nhức óc, các âm thanh lớn thi nhau vang lên vô cùng chấn động. Hai đại đạo lớn va chạm như hai tinh cầu khổng lồ đâm vào nhau. Chúng tạo thành một làn sóng khủng bố, nếu nó xảy ra ở bên ngoài thì cả tháp Cửu Châu sẽ biến thành tro bụi. Các cường giả của tộc Hách Liên đều chăm chú quan sát, ai nấy đều lo sốt vó, kể cả Hách Liên Vũ cũng vậy. Nếu Hách Liên lão tổ cũng thua thì ông ta sẽ trở thành tội đồ của gia tộc. Uỳnh. Đúng lúc này, trong thời không vỡ nát chợt hiện lên một luồng sức mạnh khủng khiếp, nó nhanh chóng lan ra xa, đi đến đâu là tàn phá đến đấy. Sau đó, đóa sen của Bùi Thần Hầu nở rộ, một tiếng ngâm như thời viễn cổ chậm chậm vọng lại. Tả Lâu nhìn chằm chằm vào trung tâm, chỉ mình ông ta có thực lực nhìn xuyên thấu qua làn sóng khủng khiếp kia. Lúc này, ông ta nhìn thấy hai đại đạo đang đánh nhau dữ dội như chỉ muốn hủy diệt nhau. Tất cả mọi người ở bên ngoài cũng tập trung tới độ không dám hít thở mạnh. Nhất là các cường giả của tộc Hách Liên, họ biết rõ nếu Hách Liên lão tổ thua thì mình sẽ phải chết. Vì xung quanh đã có rất nhiều khí tức mờ ảo, hầu hết đều đến từ cường giả tín đồ của Sáng Thế Đạo Điện, ngoài ra còn có binh đoàn đánh thua Thức Thần và cường giả của Vũ Châu. Cố lão của binh đoàn đánh thuê Thức Thần cũng đang tập trung quan sát, phải công nhận là sự xuất hiện của Hách Liên lão tổ đã khiến ông ta thấy ngạc nhiên. Ông ta không ngờ thực lực của Hách Liên lão tổ lại khiếp đảm tới vậy. Trong khi ông lão chỉ là một tàn hồn mà thôi. Nếu là người thật thì có ai ở đây địch lại nổi chứ? Vũ Châu chủ Hoè Hầu nhìn về phía nhóm Bàn Lăng mà thầm thấy tiếc. Ông ta cứ ngỡ lần này Bàn Châu sẽ giúp Diệp Quân, dẫu sao Diệp Quân cũng được họ trả một số tiền lớn để dẫn ra ngoài. Nhưng ông ta không ngờ đại tiểu thư của Bàn Châu lại không hề giúp Diệp Quân, đã thế còn đưa hắn ra ngoài. Nếu lần này kéo được Bàn Châu xuống nước cùng thì tốt biết mấy. Tiếc quá. Hoè Hầu chỉ biết lắc đầu. Ở phía khác, Bàn Lăng đã chú ý tới ánh mắt của Hoè Hầu. Cô ta liếc nhìn Hoè Hầu rồi cười mỉa, đừng coi thường ta thế chứ. Nếu Diệp Quân không phải kẻ địch mạnh của Sáng Thế Đạo Điện, cô ta sẽ giúp hắn. Dẫu sao, kẻ thù của kẻ thù cũng là bạn mình. Nhưng hai bên lại có thù oán lớn, nếu cô ta giúp Diệp Quân thì đúng là ngu xuẩn. Vì Diệp Quân mà đắc tội với Sáng Thế Đạo Điện thì hoàn toàn không đáng. Nghĩ vậy, cô ta lại nhìn về phía Diệp Quân. Cô ta thật sự tò mò, thế lực sau lưng Diệp Quân rốt cuộc phải rốt nát đến đâu mới đắc tội với Sáng Thế Đạo Điện. Uỳnh. Đúng lúc này, trong thời không ở phía xa lại vang lên một tiếng nổ mạnh, ngay sau đó từng luồng sức mạnh đã lan ra. May mà khu vực hai người chiến đấu ở trong một thời không đặc biệt. Chứ nếu ở ngoài thì cả vực Cửu Châu chắc sụp đổ luôn rồi. Dư âm sức mạnh của họ lan ra, sau đó họ đã xuất hiện trở lại. Trên đỉnh đầu Bùi Thần Hầu có một bông sen, nó như ánh trắng tỏa sáng giữa đêm, vô cùng chói mắt. Hách Liên lão tổ chắp tay sau lưng đứng đối diện Bùi Thần Hầu, ông lão có vẻ mặt bình tĩnh, còn thời không xung quanh đang rung lên nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ với vẻ nghi hoặc, ai thua ai thắng. Đúng lúc này, Hách Liên lão tổ chợt ngoái lại nhìn Hách Liên Vũ. Ngươi là gia chủ đời này của tộc Hách Liên hả? Hách Liên Vũ vội lễ phép đáp, vâng ạ. Hách Liên lão tổ nhìn ông ta, tại sao tộc Hách Liên lại gây thù với Sáng Thế Đạo Điện? Hách Liên Vũ vội nói, không phải ạ, tỷ tỷ của Diệp Công Tử và tiểu nữ đã kết giao với nhau, giờ Sáng Thế Đạo Điện lại muốn giết Diệp Công Tử. Hách Liên lão tổ cắt ngang lời ông ta, người đánh cược à? Hách Liên Vũ lo sợ rồi gật đầu. Hách Liên lão tổ chậm chậm quay đi rồi nhìn Diệp Quân mà không nói gì. Diệp Quân cung kính hành lễ, tham kiến tiền bối. Hách Liên lão tổ trầm mặc một lát rồi nói, vận mệnh khó đoán, ba loại huyết mạch đặc biệt, đúng là không tầm thường. Nói rồi, ông lão lắc đầu, thôi, con cháu tự có phúc của mình. Dù ta muốn lo thì cũng lực bất tòng tâm, nếu đây là quyết định của các ngươi thì ta tôn trọng, ta sẽ chiến đấu lần cuối vì gia tộc. Dứt lời, ông ta chợt bùng cháy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy thế, các cường giả của tộc Hách Liên đều ngẩn ra. Chiến đấu lần cuối vì gia tộc ư? Hách Liên Vũ đã hiểu, mặt ông ta tái nhợt nhìn Hách Liên lão tổ,
còn đôi tay thì nắm chặt. Hách Liên lão tổ bất ngờ biến thành ngọn lửa rồi tấn công Bùi Thần Hầu, khi này, khí tức của ông lão mạnh hơn bao giờ hết. Bùi Thần Hầu ở phía xa híp mắt lại, sau đó cũng nắm chặt tay. Đóa sen trên đỉnh đầu cô ta xoay tít rồi phồng to. Hách Liên lão tổ đã va mạnh vào đóa sen ấy. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Bùi Thần Hầu bị đánh bay ra xa tít. Khi dừng lại được thì cơ thể cô ta đã vỡ nát, thần hồn cũng biến thành hư ảo. Còn Hách Liên lão tổ thì đã hoàn toàn biến mất. Nhóm Hách Liên Vũ thấy thế thì vô cùng hoang mang. Lão tổ của tộc Hách Liên, cường giả cảnh giới thần tổ duy nhất của họ cứ thế biến mất rồi. May mà trước khi chết, Hách Liên lão tổ đã đánh bại Bùi Thần Hầu, khiến cô ta mất hết lực chiến đấu. Nhưng lúc này, đóa sen kia lại hóa thành một tia sáng rồi chui vào mi tâm của Bùi Thần Hầu. Quỳnh! Cơ thể của cô ta giáp lại với nhau, không chỉ thế mà thần hồn cũng khôi phục lại bình thường, ngoài ra khí tức còn tăng vọt. Đại đạo liên! Bất tử! Thấy thế, các cường giả của tộc Hách Liên lại được phen hoang mang. Thấy thế, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cơ thể giáp lại, hồi sinh tại chỗ. Bùi Thần Hầu nhắm mắt lại, xung quanh cô ta tỏa ra các tia sáng thánh khiết, giữa mi tâm có một ấn ký đóa sen nho nhỏ. Lúc này, khí tức của cô ta đã mạnh hơn trước khá nhiều. Tả Lâu nhìn Bùi Thần Hầu với vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có. Ông ta không ngờ Bùi Thần Hầu này lại có thể hồi sinh như vậy. Đại đạo liên. Tả Lâu nhìn đóa sen ở mi tâm của Bùi Thần Hầu mà thấy kiêng dè, đúng là thần vật của nền văn minh cấp 9 có khác, quá đỉnh. Ở phía khác, nhóm cổ lão sau khi thấy bàng hoàng thì bắt đầu mừng rỡ. Giờ họ với sáng thế đạo điện ngồi chung trên một con thuyền, sáng thế đạo điện càng mạnh thì họ càng có lợi. Bùi Thần Hầu chậm chậm mở mắt ra dưới sự chú ý của tất cả mọi người, có hai đóa sen hiện lên sâu trong đôi mắt cô ta. Các cường giả của gia tộc Hách Liên đang có mặt ở đây thì đều tái mặt, ai nấy đều thấy tuyệt vọng. Hách Liên Vũ đứng đầu nắm chặt đôi tay lại rồi nhìn chăm chú vào Bùi Thần Hầu, mặt ông ta tái nhợt như cho tàn. Bàn Lăng ở phía khác trông thấy vẻ mặt của Hách Liên Vũ xong thì chỉ biết lắc đầu nói tự tạo nghiệt. Gia tộc Hách Liên. Tuy đây không phải gia tộc đỉnh cấp nhất ở vực Cửu Châu, nhưng thực lực cũng rất khá, có thể nói là tiền đồ vô lượng, song lại đặt cược quá lớn. Thật ra, Bàn Lăng cũng xuất thân từ một gia tộc lớn nên cũng có thể hiểu được lý do. Tục ngữ có câu, liều ăn nhiều, càng là các gia tộc lớn thì càng ham đánh cược. Nhưng cô ta thấy gia tộc Hách Liên cược tất cả cho Diệp Quân thì đúng là quá ngu ngốc. Bàn Lăng lại nhìn sang Diệp Quân thì thấy hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì. Cô ta ngoảnh đi, giờ đại cục đã định, điều cô ta cần suy nghĩ là sau đây bàn tộc phải làm gì để có được nhiều lợi ích hơn. Ha ha! Đúng lúc này, cổ lão chợt chậm chậm bước ra. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Hách Liên Vũ cùng các cường giả trong gia tộc Hách Liên, ông ta đắc ý vô cùng. Ông ta cười nói với Hách Liên Vũ, Hách Liên gia chủ, sao mặt mày lại thế kia? Ông đang sợ gì thế? Đừng lo, vị đứng sau Diệp công tử vẫn chưa xuất hiện mà. Nói rồi, ông ta chợt nhìn sang Diệp Quân rồi châm chọc, Diệp công tử, người của cậu vẫn chưa đến, sao vậy? Hay là không dám? Bù! Ngay sau đó có một âm thanh bén nhọn vang lên, thời không trước mặt cổ lão nứt ra, Mộ Thanh Trường Thương bay tới. Cổ lão híp đôi mặt lại rồi tiếp chiêu. Nhưng ông ta đã thất bại và bị đánh bay ra xa tít tắp. Sau đó có một cô gái chậm chậm xuất hiện phía sau Thanh Trường Thương. Người này chính là Diệp An. Nhìn thấy Diệp An, cổ lão định nói gì đó nhưng Diệp An lại biến mất ngay. Cổ lão có đôi con ngươi lại rồi tung một quyền ra, thời không trước mặt ông ta lõm xuống. Bụp! Lại có một đường thương bay qua, cổ lão lại bị đánh bay tiếp, ngay khi dừng lại, tay phải của ông ta đã nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Thấy vậy, mọi người đều ngỡ ngàng. Thực lực khủng khiếp quá! Diệp An! Thiên tài tuyệt thế của bảng Cửu Châu! Cổ lão cũng vô cùng khiếp đảm, đương nhiên ông ta đã nghe kể về Diệp An. Sau khi đến vực Cửu Châu, cô ấy đã bắt đầu chinh phục bảng Cửu Châu, tốc độ tăng tiến nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng ông ta không ngờ thực lực của Diệp An lại khủng khiếp tới vậy.
Cổ lão nhìn chằm chằm vào Diệp An, ông ta đang định lên tiếng thì Diệp An lại tiếp tục biến mất. Vèo. Một đường thương như tia sét bay lướt qua. Cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong đường thương, cổ lão biến sắc mặt, vì ông ta biết mình không thể đỡ được đòn tấn công này nên định chuồn. Nhưng ông ta vừa thoáng nghĩ vậy xong thì đã thấy khu vực mình đang đứng đã bị đường thương phong tỏa. Ông ta đã hết đường lui. Cổ lão lập tức tái mét mặt. Nhưng khi đường thương kia chuẩn bị giết cổ lão thì có một sức mạnh thần bí nào đã xuất hiện trước mặt ông ta và phản công lại đường thương. Diệp An xòe tay ra, thanh trường thương bay về tay cô ấy. Cô ấy ngoái lại nhìn Bùi Thần Hầu, lúc này Bùi Thần Hầu cũng đã thấy cô ấy. Hai cô gái đối mặt, Diệp An lại biến mất. Bùi Thần Hầu điểm một ngón tay, một đóa sen lập tức xuất hiện. Quỳnh! Một đường thương bị phá vỡ, tiếp đó Diệp An đã bị đẩy lùi ra xa. Nhưng cô ấy vừa dừng lại thì đã biến mất, sau đó có một thanh trường thương như một ngôi sao bay nhanh về phía Bùi Thần Hầu. Bùi Thần Hầu bình thản điểm tiếp một ngón tay, đóa sen xuất hiện và chặn đường thương của Diệp An lại. Diệp An cầm trường thương với vẻ dữ dằn, cô ấy bay vút lên cao rồi lao xuống với tốc độ cực nhanh. Bụp! Chiêu này đã buộc Bùi Thần Hầu phải lùi lại thật xa. Diệp An vẫn chưa dừng tay, mà tiếp tục tấn công Bùi Thần Hầu. Bù! Thanh trường thương lao đi như xé rách khoảng không. Khu vực Bùi Thần Hầu đứng lại bùng nổ bởi một đường thương khủng khiếp, sau đó cô ta lại phải lùi lại tiếp. Thấy thế, nhóm cổ lão ở phía xa thấy hơi kinh hãi, thực lực của Diệp An đúng là vượt sức tưởng tượng của họ. Sau khi bị đẩy lùi, Bùi Thần Hầu thoáng vẻ ngạc nhiên, rõ ràng cô ta cũng kinh ngạc trước thực lực của Diệp An. Đúng lúc này, Diệp An lại biến mất, ngay sau đó có vô vàn đường thương xuất hiện. Bùi Thần Hầu híp mắt lại, một đóa sen bùng nổ. Ầm. Các đường thương tan vỡ, một bóng người lùi lại, đó chính là Diệp An. Sau khi Diệp An dừng lại, có một đóa sen bay tới trước mặt cô ấy híp mắt lại rồi giơ thương lên chém. Choang. Đóa sen đã bị Diệp An chặn lại, nhưng ngay sau đó đã có một luồng sức mạnh to lớn từ trong đóa sen bùng ra, nó đã đánh bay Diệp An. Diệp An vừa dừng lại thì khóe miệng đã bật máu. Thấy vậy, các cường giả của gia tộc Hách Liên đều xị mặt ra. Diệp An lau máu ở khóe miệng, sau đó ngẩng lên nhìn Bùi Thần Hầu. Bùi Thần Hầu cùng nhìn cô ấy rồi nói, cũng khá đấy, nhưng không ăn thua. Diệp An chậm chậm nhắm mắt lại. Tiếp đó, cơ thể cô ấy trở nên hư ảo. Bùi Thần Hầu cau mày, sau đó không biết cô ta cảm thấy được điều gì mà chợt biến sắc mặt, tiếp theo có một thanh trường thương đã chém mạnh về phía cô ta. Người thương hợp nhất. Uy lực của thương này đã đạt đến cảnh giới thần tổ. Đối diện với đường thương mạnh mẽ của Diệp An, Bùi Thần Hầu không dám sơ suất. Cô ta điểm vào mi tâm mình, một đóa sen chợt bay ra và tấn công ngược lại Diệp An. Quỳnh. Đường thương của Diệp An vỡ tan, còn cơ thể cũng bị đánh bay. Cô ấy vừa dừng lại thì đóa sen kia đã lại tấn công tiếp. Diệp An giơ thương tiếp chiêu. Nhưng cô ấy vẫn bị đánh bay. Lần này, sau khi dừng lại, cơ thể cô ấy đã nứt toác. Cùng lúc đó, đóa sen kia đã bay lên đỉnh đầu Diệp An, một cột sáng chiếu xuống, khóa người cô ấy lại, tiếp đó có một luồng sức mạnh lớn bắt đầu gặm nhấm cô ấy. Thấy thế, Hách Liên Vũ tỏ vẻ chán nản, còn nhóm cổ lão thì bật cười. Tuy Diệp An rất giỏi, nhưng cô ấy đang phải đối mặt với một cường giả cảnh giới thần tổ. Hơn nữa, cường giả này còn có chí bảo siêu cấp thì sao Diệp An đấu lại được? Đúng là châu chấu đá xe. Tiếp đó, Diệp An chợt có vẻ hung tợn khi bị cột sáng chiếu. Loáng cái, đôi mắt cô ấy đã đỏ ngầu, chân phải dậm mạnh, một đường máu bay lên bắn vào đóa sen, khiến nó vỡ nát, tiếp đó một luồng sát khí và ám khí lan ra khắp xung quanh. Huyết mạch sôi trào. Tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc, không biết đây là sức mạnh huyết mạch gì. Bùi Thần Hầu ở phía xa cau có mặt mày, sau đó nhìn Diệp An đăm đăm. Toàn thân Diệp An lúc này như nhuốm máu và tỏa ra sát ý mãnh liệt, điều này rất không bình thường. Thật ra, người ngoài không hề biết khi Diệp An đến vực Cửu Châu chinh phục bảng Cửu Châu thì không hề dùng đến sức mạnh huyết mạch. Nếu cô ấy mà dùng tới thì chắc chẳng có ai là đối thủ.
Sau khi kích hoạt sức mạnh huyết mạch phong ma, khí tức của Diệp An đã bùng nổ, thanh trường thương trong tay cô ấy đã chuyển sang màu máu, trông cực kỳ đáng sợ. Diệp An chậm chậm ngẩng lên nhìn Bùi Thần Hầu, sau đó cô ấy đã hóa thành một đường máu và biến mất. Bùi Thần Hầu híp mắt lại rồi điểm vào đóa sen của mình, nó lập tức hóa thành một tia sáng rồi bay đi. Đá chọi đá. Diệp An chém mạnh một thương vào đóa sen đó, sức mạnh dồi dào đã đánh bay đóa sen, không chỉ thế, đến Bùi Thần Hầu cũng bị đánh bay. Thấy vậy, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Không ai biết sức mạnh huyết mạch gì mà khiếp đảm tới vậy. Sau khi đánh bay Bùi Thần Hầu, Diệp An chưa dừng lại, người cô ấy run lên rồi hóa thành một đường máu bay đi tiếp. Quỳnh! Những nơi cô ấy bay qua, thời không như hóa thành biển máu vô tận. Bùi Thần Hầu thấy Diệp An lao tới thì vội vàng điều một đóa sen ra chắn trước người. Song khi Diệp An đánh tới, đóa sen kia không cản được, nó đã bị đánh tan. Lực phản kích khiến Bùi Thần Hầu cũng bị đánh bay. Tiếp tục áp chế. Khi Diệp An thi triển huyết mạch phong ma, sức mạnh của cô ấy đã có sự thay đổi về chất. Diệp An lại biến mất, khi cô ấy xuất hiện thì đã đứng ngay trước mặt Bùi Thần Hầu. Nhưng lúc này, đóa sen trước mặt Bùi Thần Hầu đã hóa thành một tia sáng và chui vào mi tâm Bùi Thần Hầu, sau đó cơ thể cô ta trở nên mờ ảo. Người hòa hợp nhất, đại đạo hòa nhập. Bùi Thần Hầu điểm một ngón tay vào mũi thương của Diệp An. Oanh! Một luồng sức mạnh đáng sợ càn quét hết mọi thứ. Tay phải Diệp An xoay tròn, sức mạnh huyết mạch cuốn lấy cây trường thương, cùng nhau đánh bay Bùi Thần Hầu. Diệp An ném thanh trường thương ra xa, nó bay đến đâu là biển máu lan đến đó. Bụp! Bùi Thần Hầu tiếp tục bị đánh bay, sau khi dừng lại thì cô ta có vẻ mặt dữ tợn. Sau đó, cô ta xòe tay ra rồi điểm vào đại đạo liên, nó lập tức chuyển sang màu máu và dung nhập với cô ta. Quỳnh! Khí tức của Bùi Thần Hầu tăng vọt. Diệp An tiếp tục tấn công. Bùi Thần Hầu không hề né, cô ta điểm vào trường thương của Diệp An, một đóa sen xuất hiện. Ầm! Hai đường máu va chạm, một làn sóng sức mạnh lan ra thật xa. Lúc này, Diệp An chợt hét lớn lên rồi chém mạnh một thương xuống. Bùi Thần Hầu bị đánh bay, lúc Diệp An đang định thừa thắng xông lên thì có một khí tức lạnh lẽo xuất hiện sau lưng cô ấy, khiến cô ấy phải quay lại chống đỡ. Bụp! Ngay sau đó, Diệp An đã bị đánh bay. Vị trí mà Diệp An vừa đứng đã xuất hiện một người đàn ông trung niên. Thần Hầu! Không biết là ai lên tiếng, thì ra có thêm một Thần Hầu đến. Vậy là hai đánh một. Người đàn ông trung niên mặc một bộ trường bào màu đỏ, thần thái bặm trợn khác thường, nhất là đôi mắt như ẩn hiện tia sát ý. Ngay khi lão ta xuất hiện, đã có một luồng sức mạnh lạnh lẽo vô hình lan ra, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Âm Thần Hầu, một trong bốn đại thần hầu của Sáng Thế Đạo Điện, cũng ở cảnh giới thần tổ. Khi thấy lại có thêm một cường giả cảnh giới thần tổ của Sáng Thế Đạo Điện xuất hiện, mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là những người không hiểu rõ về nơi này. Một cường giả cảnh giới thần tổ thôi đã khủng khiếp lắm rồi, giờ thêm người nữa đến thì còn tới đâu nữa. Nhóm cổ lão và tà lâu đều tỏ vẻ nghiêm nghị, họ biết Sáng Thế Đạo Điện có bốn vị thần hầu, nhưng thật ra họ lại không biết thực lực của bốn người này ra sao. Nhưng giờ xem ra, cả bốn đều ở cảnh giới thần tổ rồi. Vậy thì sẽ khủng khiếp tới đâu? Đương nhiên, sau phút giây chấn động thoáng qua, nhóm tà lâu đã thấy mừng rỡ, may mà họ chọn đi theo Sáng Thế Đạo Điện. Lúc này, các cường giả của tộc Hách Liên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hai cường giả cảnh giới thần tổ. Hơn nữa, Sáng Thế Đạo Điện vẫn còn hai cường giả cảnh giới này nữa, điều này có nghĩa là họ có tới bốn cường giả cảnh giới thần tổ. Ngần ấy cường giả là đủ san bằng cả vực Cửu Châu rồi. Mọi người ở xung quanh đều nhìn về phía các cảnh giới của tộc Hách Liên như nhìn đám hề. Bàn Lăng nhìn Hách Liên Vũ rồi lắc đầu, vì một người lai lịch không rõ ràng mà đi đắc tội với Sáng Thế Đạo Điện, gia chủ Hách Liên đúng là ngu xuẩn. Khi nhìn thấy có thêm một thần hầu của Sáng Thế Đạo Điện xuất hiện, ngoài ra còn ở cảnh giới thần tổ, Bàn Lăng biết đại cục đã định rồi. Tuy thế lực đứng sau Diệp Quân và Diệp An cũng phi thường, nhưng cũng không thể đối đầu với Sáng Thế Đạo Điện được. Phải biết rằng Sáng Thế Đạo Điện không chỉ có bốn vị thần hầu,
mà còn có một sáng thế đạo thần trong truyền thuyết nữa. Đồ đệ đã ở cảnh giới thần tổ rồi thì sư phụ còn lợi hại đến đâu? Nghĩ vậy, Bàn Lăng nhìn nhóm Diệp Quân ở gần đó, ánh mắt cô ta lóe lên, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu. Tuy bây giờ cô ta mới theo phe của sáng thế đạo điện thì hơi muộn, nhưng không phải là không thể. Diệp An cầm trường thương đứng trên hư không, lúc này toàn thân cô ấy nhuốm máu, còn xung quanh như biển máu, sát khí tỏa ra mãnh liệt. Tuy đang phải đối diện với hai vị thần hầu nhưng trong ánh mắt cô ấy không hề có chút sợ hãi nào. Bùi thần hầu ở phía xa hơi cao có, vì cô ta không ngờ sức mạnh huyết mạch của Diệp An lại mạnh tới vậy. Hơn nữa, còn làm đại đạo liên của cô ta bị thương. Phải biết rằng đại đạo liên của cô ta là thần vật của nền văn minh cấp 9, sức mạnh bình thường còn không thể chạm tới được, vậy mà Diệp An có thể hạ được đại đạo liên. Huyết mạch này thật khác thường. Âm thần hầu ở một phía khác liếc nhìn Diệp An rồi nói, sức mạnh huyết mạch. Lão ta vừa nói dứt cây thì đã giơ tay phải lên. Ngay sau đó, có một luồng sức mạnh băng hàn chợt lan ra xung quanh rồi lao về phía Diệp An. Diệp An vung trường thương lên, vô vàn các tia máu bắn ra. Loáng cái, các sức mạnh hàn băng đã bị sức mạnh huyết mạch phá hủy. Cùng lúc đó, người Diệp An run lên rồi phóng một thương về phía âm thần hầu. Âm thần hầu híp mắt lại, ánh mắt đầy vẻ lạnh lão, sau đó lão ta xòe tay ra, một quả cầu thủy tinh đã hiện ra. Sau đó, có thêm một gương mặt hư ảo bay từ trong quả cầu ấy ra ngoài, sau đó tấn công Diệp An. Đúng lúc này, Diệp An đã biến mất rồi lao về phía hai vị thần hầu. Thấy thế, mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc, cô gái này điên rồi ư mà lại chủ động lao đi như thế. Âm thần hầu và Bùi thần hầu thấy Diệp An lao tới thì thấy hơi bất ngờ, hai người họ nhìn nhau rồi cùng bừng sát khí, Diệp An quá giỏi, vì vậy cần phải bị tiêu diệt. Đôi bên va chạm, tiêm máu của Diệp An đã vỡ nát, cô ấy bị đánh bay. Áp chế trực diện. Tuy Diệp An được sức mạnh huyết mạch hỗ trợ, nhưng vẫn không thể chống lại sự phối hợp của hai thần hầu, vì thế vừa giao thủ thì cô ấy đã bị áp chế. Xong, Diệp An không lùi bước mà vẫn tấn công tiếp. Ngoài sức mạnh huyết mạch phong ma ra, trong thương này của cô ấy còn có thương đạo, hai luồng sức mạnh kết hợp nên có uy lực rất khủng khiếp. Gương mặt hư ảo hét lên đau đớn, ngay sau đó đã phải bay đi, nhưng lúc này lại có hai tàn ảnh xông về phía Diệp An. Đó chính là âm thần hầu và bùi thần hầu. Bụp. Các tia máu vỡ vụn, Diệp An đã bị đánh bay ra xa. Tuy cô ấy đã thức tỉnh huyết mạch phong ma, nhưng vẫn không thể cản được sức mạnh của hai vị thần hầu. Song, khí tức của cô ấy ngày càng mạnh hơn. Huyết mạch phong ma, càng đánh càng hăng, càng chiến càng mạnh. Diệp Quân ở bên dưới thấy Diệp An đang bị áp chế thì hít sâu một hơi. Sau đó xòe tay ra, kiếm Thanh Huyền xuất hiện. Nhưng lúc này, hắn không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh gì, không chỉ thế, kiếm ý cũng không thể điều động được. Bị phong ấn triệt để rồi. Nhiệm vụ, Diệp Quân nói nhỏ, tháp ra, thế này không ổn. Tiểu tháp thở dài một hơi. Đúng lúc này, có một tia máu trên thời không bị đánh lui. Diệp Quân ngẩn lên nhìn thời không thì thấy Diệp An đã bị áp chế hoàn toàn. Giờ cô ấy chỉ có thể bị động phòng thủ trước sự tấn công của hai thần hầu. Mọi người ở xung quanh nhìn đến chấn động, họ không ngờ thực lực của Diệp An lại mạnh tới vậy, đối diện với hai cường giả cảnh giới thần tổ mà vẫn trụ được đến giờ. Đúng là thiên tài trong các thiên tài. Bàn Lăng nhìn Diệp An, lúc này cô ta cũng thấy rất choáng, vì không thể ngờ thực lực của Diệp An lại mạnh tới vậy. Cô ta và Diệp An quen nhau ở Tháp Cửu Châu. Khi ấy Diệp An đang chinh phục bảng đấu, thực lực của cô ấy rất mạnh, vì thế Bản Lăng đã chủ động kết giao trước. Nghiêm túc mà nói thì họ cũng là bạn bè, đương nhiên việc cần làm bây giờ nghĩ cách né quan hệ này đi để tránh bị sáng thế đạo điện hiểu lầm rồi rước họa cho Bản Châu. Bụp. Đúng lúc này, Diệp An lại bị đẩy lùi trên thời không, cô ấy vừa dừng lại thì cơ thể và thần hồn đã trở nên mờ ảo. Hai vị thần hầu không định bỏ qua cho cô ấy nên lại tiếp tục tấn công. Diệp An tỏ vẻ dữ tợn, sau đó lau vệt máu trên khóe miệng rồi da thịt của cô ấy bùng cháy. Loáng cái, huyết mạch phong ma quanh người Diệp An cũng đã bị đốt cháy theo. Diệp An tỏ ra dữ dằn rồi quét ngang một thương. Xoẹt.
Thương này đã đẩy lùi hai vị thần hầu, nhưng Diệp An cũng phải lùi bước, cô ấy vừa dừng lại thì đã hộc máu liên tục. Bùi thần hầu nhìn tay phải của mình thì thấy nó đã nứt, máu tươi chảy ra. Sau một thoáng trầm mặc, cô ta ngẩng lên nhìn Diệp An với ánh mắt đầy sát khí. 2-1. Vậy mà cô ta vẫn bị thương. Điều này khiến cô ta thấy hơi khó tin, phải biết rằng bản thân cô ta cũng là thiên tài trong các thiên tài, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng bây giờ lại bị người khác khiêu chiến vượt cấp lại, điều này khiến cô ta khó mà chấp nhận được. Âm thần hầu ở cạnh đó cũng hơi nhăn mặt, lão ta không ngờ hai thần hầu liên thủ mà vẫn không thể tiêu diệt Diệp An nhanh chóng được. Âm thần hầu nhìn Diệp An rồi trầm giọng nói, sức mạnh huyết mạch của cô ta không bình thường. Bùi thần hầu im lặng, đương nhiên cô ta hiểu ý của âm thần hầu. Sức mạnh huyết mạch của Diệp An mạnh như vậy, chứng tỏ tổ tiên của cô ấy từng có cường giả rất mạnh. Âm thần hầu chợt ngán ngẩm nói, dù sao cũng phải xử lý hai tỷ đệ này trước, sau đó đến những kẻ phía sau. Nói rồi, lão ta chợt lao vút lên cao, sau đó hóa thành một cột sáng tấn công Diệp An, còn bùi thần hầu cũng theo sát phía sau. Hai vị thần hầu đã dồn hết toàn lực vào lần tấn công này, sức mạnh của nó xuyên qua thời không, làm khắp vực Cửu Châu, khiến nơi đông rúng động như động đất. Diệp An thấy hai thần hầu lao về phía mình thì nhắm mắt lại, sau đó linh hồn của cô ấy đã bùng cháy. Quỳnh! Khí tức lại bùng nổ. Diệp An hét lớn lên rồi biến thành một biển máu. Toàn thân cô ấy bùng cháy. Đốt cháy huyết mạch và linh hồn. Hiện giờ, khí tức của Diệp An đã đạt đến đỉnh cao, thời không như vỡ vụn, thương thế của cô ấy đã chấn áp được khí tức của âm thần hầu và bùi thần hầu. Lúc này, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Thương này của Diệp An mạnh đến không tưởng. Sau khi biển máu ấy lan ra, âm thần hầu và bùi thần hầu đã bị đánh bay. Chí bảo trong tay họ cũng xuất hiện vết nứt lớn, nhất là đại đạo liên gần như nứt toác. Một thương đánh lui hai vị thần hầu. Diệp An vẫn chưa chịu dừng lại mà lại vung thương tấn công tiếp. Âm thần hầu thấy thế thì hoảng, vội vàng lấy quả cầu thủy tinh ra chắn trước người. Song quả cầu ấy vừa tiếp xúc với thương của Diệp An thì đã vỡ nát, còn cây thương đã đâm xuyên ngực lão ta, cuối cùng cắm xuống đất. Thấy vậy, mọi người bên ngoài cảm thấy không thể nào tin được. Diệp An thắng rồi ư. Nhưng ngay sau đó lại có một luồng khí tức khủng bố xuất hiện. Diệp An như cảm thấy gì đó lên co đôi con ngươi lại, tay cầm trường thương quét lên phía trước. Quỳnh! Đường thương bị phá, Diệp An bị đánh bay, cô ấy vừa dừng lại thì cơ thể đã vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn đang bốc cháy. Chỗ cô ấy vừa đứng lại xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên cầm trường đao. Cảnh giới thần tổ! Lại thêm một thần hầu nữa tới, ngự thần hầu. Cùng lúc đó, bùi thần hầu xòe tay ra. Đại đạo liên đã biến thành một tia sáng rồi chui vào mi tâm của âm thần hầu. Quỳnh! Sau đó, thần xác và thần hồn của âm thần hầu đã khôi phục lại bình thường. Ba thần hầu ở cảnh giới thần tổ, 3-1. Ỷ lớn hiếp nhỏ chưa đủ, giờ còn ỷ đông hiếp ít nữa ư. Lúc này, có một giọng nói chợt vang lên. Người lên tiếng chính là Tháp Gia. Khi thấy lại có một thần hầu nữa tấn công Diệp An. Tháp Gia không thể xem tiếp được nữa. Mẹ kiếp! Gì mà ức hiếp người quá đáng thế? Không chỉ ỷ lớn hiếp nhỏ, mà còn ỷ đông hiếp ít nữa, đúng là không thể chấp nhận được. Muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa. Nghe thấy giọng nói của Tháp Gia, âm thần hầu ngoảnh lại nhìn nó rồi nói, không muốn xem thì nhắm mắt vào. Chết tiệt! Tháp Gia nghe xong thì nổi giận, nó đã bị ai sỉ nhục như vậy bao giờ? Vì thế, nó đã biến thành một tia sáng lao lên trời, sau đó tấn công âm thần hầu. Âm thần hầu nhìn thấy Tháp Gia xông về phía mình thì tỏ vẻ coi thường rồi giơ tay lên đánh trả. Quỳnh! Dưới luồng uy áp của đại đạo, kim quang quanh người Tháp Gia vỡ vụn, nó đã bị áp chế tại chỗ, không thể cử động. Âm thần hầu nhìn Tháp Gia rồi khinh bỉ, có thế thôi à? Nói rồi, ông ta giơ tay lên đập mạnh xuống. Tiểu tháp rơi thẳng xuống. Kim quang quanh người cũng hoàn toàn biến mất. Mẹ kiếp! Tiểu tháp gào lên, một cảm giác nhục nhã. Ngay sau đó, nó đã phải hối hận. Nó hối hận vì ban đầu đã không chăm chỉ tu luyện.
Nếu nó mà chăm thì từ thời Thanh Sam kiếm chủ đến nay, bét nó cũng vô địch dưới tam kiếm rồi. Nhưng cả ngày nó chỉ rằm dài với mong muốn được cải tạo. Thế mà nó đã nằm cả ba kiếp rồi. Đúng là báo ứng mà. Cũng nhờ thế mà nó mới thật sự hiểu được một điều, dù có dựa vào người mạnh đến mấy cũng không bằng dựa vào chính mình, như thế mới có thể luôn hiên ngang, không bị ai chèn ép. Chứ giờ nhục quá. Tháp Gia chợt gầm lên, trong người nó bùng lên một tia sáng rực rỡ. Ngay sau đó, nó lao lên trời, tiếp tục tấn công Âm Thần Hầu. Thấy Tháp Gia lại lao lên, Âm Thần Hầu vẫn tỏ vẻ coi thường như cũ rồi phất ống tay áo. Bù! Một luồng sức mạnh đã đánh Tháp Gia bay xa tít tắt. Không địch lại được. Âm Thần Hầu thờ ơ nhìn tiểu tháp, cứ tưởng ăn to nói lớn thế thì cũng phải tài giỏi thế nào chứ, ai dè toàn làm màu. Tháp Gia! Đúng lúc này, Diệp Quân chợt cất tiếng gọi, sau đó xòe tay ra, tiểu tháp đã biến thành một tia sáng rồi chui vào lòng bàn tay hắn. Diệp Quân nhắm mắt lại rồi nói, Tháp Gia, dung hợp với ta đi. Quỳnh! Tháp Gia làm theo ngay, sau đó khí tức của Diệp Quân đã tăng vọt, quanh người tỏa ra các đường kiếm ý khủng bố. Tu vi hồi phục. Không phải thiên mệnh giúp hắn, mà là thời gian đã tới. Một tháng hồi phục tu vi một lần, mỗi lần được một canh giờ. Hắn cứ tưởng phúc lợi này đã bị cô lấy mất, ai dè vẫn còn. Ngay khi tu vi khôi phục, một luồng kiếm thế mạnh mẽ đã cuốn sạch mọi thứ. Vì có thêm Tháp Gia dung hợp nên khí tức của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc này, Hách Liên Vũ ở gần đó vội nhắc nhở, cậu bạn, mau thu khí tức lại, tránh mạo phạm phong ấn Cửu Châu. Lúc này, Diệp Quân không ở trong thời không, mà ở tháp Cửu Châu. Sức mạnh của hắn quá lớn, có thể sẽ động chạm tới phong ấn, nếu như vậy thì sẽ bị trấn áp. Diệp Quân ngẩng lên nhìn trời, sau đó người hắn rung lên và biến thành một đường kiếm bay vào trong thời không. Diệp Quân đi tới cạnh Diệp An, sau đó hắn đã cảm nhận được sự thân thiết thật sự. Huyết mạch cùng nguồn gốc. Đúng lúc này, Táng Cương chợt xuất hiện. Thấy thế, Diệp Quân cảm thấy hơi nghi hoặc. Táng Cương nhìn Diệp An đã kích hoạt được huyết mạch phong ma với vẻ thèm khát. Lại muốn hút máu. Diệp Quân lập tức đen mặt. Diệp An nhìn Táng Cương thì thấy cô bé chạy tới rồi ôm chặt mình. Sau đó lẩm bẩm, cháu gái, cho cô hút tí nào. Cháu gái ư, gì vậy trời? Diệp An cũng nghệt mặt ra. Còn Táng Cương thì tham lam hút khí tức huyết mạch phong ma trên người Diệp An. Lúc này, Diệp Quân chợt hào hứng nói, ngươi nhớ lại rồi à? Táng Cương nhìn Diệp Quân rồi đầy ngờ vực nói, nhớ gì? Diệp Quân đần mặt ra, Táng Cương mặc kệ hắn rồi ôm Diệp An hít lấy hút để. Dần dà huyết mạch phong ma trong người Diệp An bắt đầu rung lên. Diệp An! Bùi Thần Hầu ở phía xa chợt nói, đừng phí thời gian với họ thêm nữa. Nói rồi, cô ta tiến lên trước một bước. Khi cô ta vừa định ra tay thì có một tiếng kiếm vang lên, tiếp đó là một thanh kiếm bay tới. Bùi Thần Hầu híp mắt lại rồi điểm ngón tay, đại đạo liên đã xuất hiện. Bụp! Thanh kiếm của Diệp Quân đã bị chặn lại. Nhưng ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên chợt xuất hiện trong tay Diệp Quân. Tay trái hắn cầm kiếm Thanh Huyên, tay phải có kiếm ý. Diệp Quân cầm song kiếm lên chém mạnh. Quỳnh! Dưới ánh nhìn khó tin của mọi người, đại đạo liên nổ tung và biến thành cát bụi, sức mạnh của song kiếm đã đánh bay Bùi Thần Hầu. Thấy thế, mọi người ở ngoài đều trố mắt ra nhìn. Thực lực của Diệp Quân mạnh vậy sao? Các cường giả của tộc Hách Liên cũng trợn tròn mắt với vẻ khó tin, khi họ nhìn thấy Diệp Quân thì hắn đang bị phong ấn tu vi, vì thế họ không có khái niệm gì về thực lực của hắn cả. Nhưng giờ xem ra, chắc hắn không yếu, dẫu sao hắn cũng là đệ đệ của một thiên tài siêu cấp như Diệp An. Nhưng họ không ngờ thực lực của Diệp Quân chẳng những không yếu mà còn rất mạnh. Bàn Lăng nhìn thấy đòn tấn công của Diệp Quân xong thì vô cùng kinh ngạc. Đại đạo liên mà cũng bị vỡ nát ư. Đường kiếm của Diệp Quân đã vượt sức tưởng tượng của cô ta. Một ông lão đứng sau cô ta lên tiếng, tiểu thư, hai tỷ đệ nhà này không đơn giản. Đánh đến giờ, ông ta mới phát hiện, hai tỷ đệ Diệp Quân rất mạnh. Ai cũng rất tài giỏi, đương nhiên một thế lực bình thường không thể bồi dưỡng ra hai con người này được.
Bàn Lăng nhìn Diệp Quân ở trong thời không rồi nói, đúng vậy, nhưng ta tin sáng thế đạo điện. Cổ lão của binh đoàn đánh thuê thức thần nhìn thấy đường kiếm của Diệp Quân xong thì nụ cười trên mặt cũng tắt luôn. Lúc này, ông ta biết mình đã đánh ra thấp thế lực phía sau 2 tỷ đệ Diệp Quân. Thiên tài như Diệp An phải vạn năm mới có một, gia tộc có một người như vậy đã khủng lắm rồi mà giờ có hẳn 2 người. Đó chắc hẳn không phải một gia tộc bình thường. Cổ lão nhìn chằm chằm vào Diệp An và Diệp Quân, điều thức thần vệ đến. Lúc này, đương nhiên ông ta không thể thay đổi lập trường, điều cần làm bây giờ là kiên định đứng về phe sáng thế đạo điện. Ông ta không tin dưới nền văn minh cấp 9 lại có một thế lực ngang hàng với sáng thế đạo điện. Ở phía khác, Phú Châu chủ Hòe Hầu nhìn Diệp Quân rồi nói, điều hết thần vũ vệ đến. Thần vũ vệ. Đó là đội quân tinh anh nhất của Vũ Châu. Đánh đến giờ, ông ta biết rõ sáng thế đạo điện và thế lực phía sau 2 tỷ đệ Diệp Quân là không đội trời chung. Mà giờ Vũ Châu buộc phải chọn lựa. Đương nhiên ông ta sẽ chọn về phe sáng thế đạo điện. Trận chiến này sẽ thay đổi hoàn toàn thế cục của vực Cửu Châu. Tả Lâu ở một phía khác cũng đang nhăn mặt, vì ông ta cũng cần đưa ra quyết định rồi. Vũ Châu và binh đoàn đánh thuê thức thần đã chọn sáng thế đạo điện. Nếu thần châu bọn họ không đưa ra sự lựa chọn thì một khi sáng thế đạo điện thắng, địa vị của họ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Ông ta phải chọn thôi. Tả Lâu nhìn Diệp Quân và Diệp An ở phía xa, thực lực của cả hai đều vượt sức tưởng tượng của ông ta. Ông ta cũng biết rõ thiên tài ở cấp này không thể thuộc một thế lực bình thường được, thế lực sau lưng họ chắc chắn cũng có cường giả cảnh giới thần tổ, hơn nữa còn không hề tầm thường. Nhưng Tả Lâu chợt nhìn 3 vị thần hầu, không biết phát hiện ra điều gì mà ông ta trố mắt với vẻ khó tin, không thể nào. Một ông lão đứng sau ông ta nghi hoặc nói, trưởng tộc, sao vậy ạ? Tả Lâu, mau phái thần châu vệ cùng tất cả trưởng lão tới, nhanh. Ông lão kia ngẩn ra rồi hỏi, chúng ta về phe Diệp Quân ạ? Tả Lâu nhìn về phía xa với vẻ hào hứng, không, theo sáng thế đạo điện chứ? Diệp Quân 2 tay 2 kiếm đứng trên không. Toàn thân tỏa ra kiếm thế mạnh mẽ. Hắn híp mắt lạ, cảm giác tu vi khôi phục thật đã quá. Diệp Quân cúi xuống nhìn kiếm Thanh Huyên, nó vẫn còn một đoạn chưa sáng, nếu sáng hết thì có nghĩa là kiếm ý của hắn đã sánh ngang với kiếm Thanh Huyên và có vô số kiếm ý. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Diệp Quân chợt ngoái lại nhìn Táng Cương, lúc này cô bé vẫn đang hít lấy hít để huyết mạch phong ma trên người Diệp An, đến tóc cũng dần chuyển sang màu đỏ máu. Nhà đầu này đúng là cửa ải giúp hắn khôi phục tu vi. Như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Quân quay lại nhìn Bùi Thần Hầu, cô ta cùng 2 thần hầu khác cũng đang nhìn hắn. Cả 3 bọn họ đều có vẻ vô cùng kinh ngạc. Diệp Quân đã phá hỏng đại đạo liên bằng một kiếm. Giây phút đó, 3 thần hầu đều chấn động, vì họ thấy đây là điều không thể. Đại đạo liên là thần vật của nền văn minh cấp 9, các nền văn minh cấp thấp hơn không thể tiêu diệt được. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt họ. Lúc này, vị thần hầu cầm kiếm chợt nói, là thanh kiếm trong tay hắn. Kiếm. 3 thần hầu khác nhìn thanh kiếm của Diệp Quân rồi nhíu mày, kiếm gì mặc phá được cả đại đạo liên vậy? Đúng lúc này, Diệp Quân chĩa kiếm vào 3 vị thần hầu rồi nói, chúng ta đừng phí thời gian nữa, lên cả đi. Quỳnh. Mọi người lập tức ồ lên. Một chọi 3. 3 cường giả cảnh giới thần tổ đấy. Diệp Quân ngông cuồng đến mức này sao? Giờ phút này đám cường gia tộc Hách Liên đều hơi kinh ngạc, Diệp công tử này. Đúng là điên rồi. 3 cường giả cảnh giới thần tổ. Trước tiên mặc kệ có đánh thắng được hay không, xét về khí thế thì Diệp Quân đã hoàn toàn vượt qua 3 thần hầu. Khi nghe thấy câu nói này của Diệp Quân, vẻ mặt 3 thần hầu ở đằng xa đều trở nên khó coi. Ngông cuồng. Một chọi 3 hả? Nếu bọn họ thật sự 3 đánh 1 thì sẽ thua triệt để về khí thế. Vì vậy, ngự thần hầu cầm trường đao từ từ bước ra, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, ta đánh với ngươi. Bùi thần hầu không vui lắm, tại sao phải lãng phí thời gian với hắn chứ? Rõ ràng là cô ta muốn đánh hội đồng. Ngự thần hầu lắc đầu, nơi này có rất nhiều người vây xem, nếu chúng ta đánh hội đồng thật. Nếu tin đồn lan ra sẽ khiến cho danh tiếng của sáng thế tạo điện chúng ta xấu đi.
Bùi Thần Hầu còn muốn nói thêm gì đó nhưng Ngự Thần Hầu đã nói tiếp, ta lên trước. Vừa nói ông ta vừa lao tới chỗ Diệp Quân, Bùi Thần Hầu còn định nói gì đó, chợt M Thần Hầu cười khẩy nói, có lẽ ông ta đã nhìn chúng thanh kiếm kia trong tay Diệp Quân rồi. Bùi Thần Hầu cau mày lại. Ở cách đó không xa, Ngự Thần Hầu đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Vụt! Thanh đao mạnh đến mức xé toạc mọi thứ. Xa xa, gần như cùng một lúc, Diệp Quân cầm hai thanh kiếm chém xuống. Keng! Luồng đao mang đó bể tan tành, nhưng lúc này, Ngự Thần Hầu đã lao đến trước mặt Diệp Quân, ông ta chém mạnh đao xuống. Một nhát đao này ẩn chứa uy lực vô tận của đại đạo, uy lực mạnh mẽ của đao đại đạo lập tức thâm nhập vào thời không hư vô, khiến mọi người ở bên ngoài thời không hư vô cảm nhận được sự áp bức ngột ngạt. Diệp Quân lại cầm hai thanh kiếm chém xuống. Đối mặt trực diện. Keng! Một mảng đao quang đột nhiên vỡ tan, Ngự Thần Hầu lập tức bị đánh bay ra ngoài, khi ông ta vừa dừng lại, thanh trường đao trong tay ông ta lập tức vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh này, Ngự Thần Hầu híp mắt lại, ánh mắt ông ta dán lên kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, phải nói rằng ông ta rất sợ hãi, thanh đao này của ông ta không phải là đồ vật bình thường, thế mà khi ở trước mặt thanh kiếm đó, chỉ chạm vào là vỡ ngay thành từng mảnh. Rốt cuộc đó là thần vật gì? Chẳng lẽ đó là thần vật thuộc về nền văn minh vũ trụ cấp 9 sao? Nghĩ đến đây, Ngự Thần Hầu chợt nhíu mày lại. Giờ phút này, vẻ mặt Bùi Thần Hầu và M Thần Hầu ở bên cạnh ông ta cũng hơi kỳ lạ, bởi vì bọn họ nhận ra thanh kiếm của Diệp Quân thật sự quá nghịch thiên. Nếu nó thật sự là thần vật của nền văn minh vũ trụ cấp 9, vậy có nghĩa là thế lực đằng sau Diệp Quân là nền văn minh vũ trụ cấp 9. Nền văn minh vũ trụ cấp 9. Bùi Thần Hầu lập tức bác bỏ suy nghĩ này, lắc đầu, không thể nào. Hai thần hầu còn lại cũng khẽ gật đầu đồng tình. Nền văn minh vũ trụ cấp 9. Quá hoang đường. Bọn họ đã điều tra lai lịch của Diệp Quân, hắn chỉ là một người đến từ nền văn minh vũ trụ cấp thấp, hoàn toàn không phải là nền văn minh vũ trụ cấp cao, hơn nữa, Diệp Quân cũng không phải là người có máu mặt nào đó chuyển thế. Và lại, khi đạt đến cấp bậc này của họ mới biết, muốn đạt tới nền văn minh vũ trụ cấp 9 là việc khó khăn đến nhường nào. Lúc này, đột nhiên Bùi Thần Hầu nói, đừng nghĩ nhiều, giết rồi nói tiếp. Vừa nói, cô ta vừa nhìn về phía Ngự Thần Hầu bước về trước một bước, ông ta xòe bàn tay ra, một thanh kiếm hư ảo lặng lẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta. Ông ta vẫn muốn đánh lại một lần nữa. Thấy thế, Bùi Thần Hầu và M Thần Hầu không ra tay nữa mà bước sang một bên. Cùng với việc ông ta ngưng tụ thành thanh kiếm hư ảo, một luồng sức mạnh khủng khiếp lập tức lao đến khu vực Diệp Quân đang đứng nghiền ép như thủy triều. Diệp Quân vẫn mang vẻ mặt vô cảm, một luồng kiếm thế trong người hắn cuốn ra, cố gắng cản luồng đao thế đó lại. Kiếm thế không hề thua kém. Ngay vào lúc này, cơ thể Ngự Thần Hầu chợt trở nên hư ảo. Vụt! Ngay sau đó, một thanh trường đao đột ngột lóe lên từ trong sân chém thẳng về phía Diệp Quân, cùng lúc đó, khu vực Diệp Quân đang đứng lập tức bị luồng đao thế kinh khủng nghiền nát, kiếm thế của hắn cũng bị đè ép quay về trước mặt hắn. Uy lực của thanh đao thật quá đáng sợ. Đối mặt với nhát đao khủng khiếp này, ánh mắt Diệp Quân dần dần trở nên lạnh lùng hơn, một giây sau, hắn biến mất tại chỗ. Một luồng kiếm quang chợt lóe trong sân, lao thẳng đến luồng đao quang. Lại chọn đối đầu trực diện. Chỉ một nhát kiếm đã khiến luồng đao quang vỡ tan tành, lập tức biến thành hư vô, Ngự Thần Hầu cũng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn không thể dừng lại được. Diệp Quân dùng một kiếm đánh bay Ngự Thần Hầu, sau đó, hắn đột nhiên biến thành một luồng kiếm quang lao ra từ mặt đất, trong nháy mắt, hắn cầm hai thanh kiếm lao đến trước mặt Ngự Thần Hầu, chém mạnh hai nhát. Hai luồng kiếm quang chém xuống, xé toạc mọi thứ. Con người của Ngự Thần Hầu chợt co lại, vào giây phút này ông ta mới thực sự nhận ra thanh kiếm trong tay Diệp Quân kinh khủng thế nào, trừ khi phương diện sức mạnh áp chế Diệp Quân, nếu không thì thanh kiếm này chính là sự tồn tại vô địch, có thể xé nát mọi thứ. Ngự Thần Hầu không chọn ngồi không chờ chết, đột nhiên ông ta nắm chặt hai tay lại, trong phút chốc, hàng vạn đao mang cuốn ra từ trong cơ thể ông ta, nhưng khi đao mang tiếp xúc với hai luồng kiếm quang của Diệp Quân, các luồng đao quang ầm ầm vỡ tung. Trong khoảnh khắc đao mang vỡ tung,
ngự thần hầu lập tức bị đánh bay ra bên ngoài mấy vạn trượng, khi vừa dừng lại, thân xác cả người ông ta lập tức nứt lìa, máu tươi từ từ chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, Bùi thần hầu và Âm thần hầu nhìn nhau, trong mắt đều là nỗi khiếp sợ. Ở nơi xa, Diệp Quân nhìn về kiếm Thanh Huyên trong tay, không thể không nói, lúc này hắn cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra, thực lực của hắn càng mạnh, giới hạn cao nhất của kiếm Thanh Huyên sẽ càng cao. Thanh kiếm này thật sự không có giới hạn cao nhất. Đáng tiếc, sức mạnh của thanh kiếm này không thuộc về hắn. Đương nhiên, bây giờ hắn sẽ không ngu xuẩn tới mức không dùng thanh kiếm Thanh Huyên này, cảnh giới hiện tại của hắn và ba người trước mắt vẫn chênh lệch rất lớn, nếu không dùng kiếm Thanh Huyên và nhờ sức mạnh của tháp gia giúp đỡ, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của ba người này, hơn nữa bây giờ hắn chỉ có thời gian một giờ, vì vậy, hắn cần tiêu diệt ba vị thần hầu này trong một giờ. Diệp Quân chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngự thần hầu ở phía xa, lúc này, mặc dù thân xác của ngự thần hầu chưa tan nát hoàn toàn, nhưng đã giống một tấm thủy tinh bị va đập mạnh, toàn là vết rạn, sẽ tan nát hoàn toàn bất cứ lúc nào. Dưới chân Diệp Quân, kiếm quang lập lòe, ngay lúc hắn đang định ra tay, bấy giờ, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bao phủ lấy hắn. Diệp Quân quay đầu nhìn sang, chỗ không xa, thời không đột nhiên vỡ nát. Người một đàn ông trung niên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Quân cau mày lại. Người tới chính là Tả Lâu. Mà đằng sau Tả Lâu, còn có hàng trăm cường giả đỉnh cấp, ánh mắt của những cường giả này đều kiên định, vẻ mặt tỏa ra khí tức đáng sợ. Thần Châu Vệ. Thần Châu Vệ cũng được gọi là đội hộ vệ số 1 của vực Cửu Châu, là đội vệ binh vừa tinh nhuệ vừa cực kỳ thần bí do nhà họ Tả ở Thần Châu bồi dưỡng ra. Đừng nói người ngoài, cho dù là nhà họ Tả cũng không có bao nhiêu người được gặp bọn họ. Mà lúc này, tất cả cường giả của đội vệ binh đều xuất hiện ở đây. Họ muốn làm gì? Mọi người đều hơi nghi ngờ. Tả Lâu nhìn Diệp Quân tay cầm hai kiếm ở phía xa, Diệp công tử, ta nghĩ ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở hiện trường đều ngơ ngác. Nhưng rất nhanh, có người đã tỉnh táo lại. Người tỉnh táo trước tiên là châu chủ của Vũ Châu, sắc mặt của ông ta đột nhiên trở nên khó coi, ông ta nhìn chằm chằm vào Tả Lâu, tức giận vô cùng. Tên Tả Lâu xuất hiện vào lúc này là để chọn phe. Tả Lâu nhìn Diệp Quân ở phía xa, vẻ mặt bình tĩnh, sở dĩ ông ta xuất hiện là vì Sáng Thế Đạo Điện đã bày tỏ ý tốt. Bởi vì lúc bắt đầu, Thần Châu không tiếp xúc với Sáng Thế Đạo Điện, điều này khiến binh đoàn đánh thuê thức thần và Thần Châu cướp được cơ hội quyết định. Còn bây giờ, Ngự Thần Hầu và Diệp Quân đánh nhau, Ngự Thần Hầu đang trong tình cảnh bất lợi, điều này đối với ông ta mà nói, chắc chắn là một cơ hội cực kỳ hiếm khó. Đương nhiên, nếu muốn đảm bảo thêm một chút, là để Diệp Quân và ba vị thần hầu này tiếp tục đánh nhau, bởi vì càng đánh lâu, thế lực đằng sau của Diệp Quân rất có khả năng sẽ xuất hiện, thế thì nhà họ Tả có thể biết được thực lực thật sự của thế lực đằng sau Diệp Quân. Nhưng ông ta không lựa chọn cách an toàn này. Bởi vì ông ta dám khẳng định, chắc chắn thế lực đằng sau Diệp Quân không mạnh bằng Sáng Thế Đạo Điện, nếu thế lực đằng sau Diệp Quân xuất hiện mà bị Sáng Thế Đạo Điện đàn áp tiêu diệt, lúc đó, dù nhà họ Tả bọn họ xuất hiện cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Thêu hoa trên gấm vĩnh viễn không bằng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bây giờ ông ta dẫn người xuất hiện ủng hộ mạnh mẽ chính là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ông ta muốn khiến Thần Châu vốn ở thế bị động trở thành chủ động. Nghe thấy lời Tả Lâu nói, Diệp Quân cau mày lại, hắn nhìn chằm chằm vào Tả Lâu, ta và Tả Nhạn cô nương là bạn bè. Diệp công tử. Tả Lâu ngắt lời Diệp Quân, trước nay Nhạn Nhi và ngươi không phải là bạn bè gì, nhà họ Tả ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, mong ngươi đừng bám víu quan hệ bậy bạ. Diệp Quân nhìn Tả Lâu, không nói gì. Tả Lâu tiếp tục nói, Diệp công tử. Diệp Quân đột nhiên nói, đừng nói nhảm nữa, nếu nhà họ Tả chọn giúp Sáng Thế Đạo Điện, vậy chúng ta chính là kẻ địch, nếu đã là kẻ địch, thì đánh là được rồi. Nói xong, hắn bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Vèo. Một luồng kiếm quang lập tức đánh tới trước mặt Tả Lâu. Hai mắt Tả Lâu khẽ híp lại, ông ta đã sớm chuẩn bị tinh thần, ông ta đột nhiên giơ tay phải lên, sau đó vung một đấm ra. Quyền mang như thác nước. Quyền mang vừa xuất hiện, nháy mắt đã vỡ nát,
Tả Lâu lập tức bị rung chuyển lùi về liên tục, vừa mới dừng lại, nắm tay phải của ông ta đã rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Tả Lâu cúi đầu nhìn nắm đấm rạn nứt của mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Quân ở phía xa, thanh kiếm này còn mạnh hơn dự đoán của ông ta. Ở chỗ xa, Diệp Quân không muốn lãng phí thời gian, đang định ra tay lần nữa, nhưng lúc này, lại có một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên xuất hiện từ nơi xa. Diệp Quân quay đầu nhìn qua, cách bên phải hàng trăm trượng, thời không ở đó đột nhiên rạn nứt, tiếp theo, châu chủ của Vũ Châu là Hòe Hầu dẫn một nhóm võ vệ của Vũ Châu chậm rãi xuất hiện. Hòe Hầu lạnh lùng nhìn Tả Lâu, ông ta cực kỳ khó chịu với việc Tả Lâu tỏ thái độ ủng hộ trước tiên. Cùng với sự xuất hiện của Hòe Hầu, một bên khác lại có một luồng khí tức mạnh mẽ tuôn ra. Dẫn đầu là cổ lão phó đoàn trưởng của binh đoàn đánh thuê thức thần, phía sau ông ta, còn có nhóm cường giả đỉnh cấp của binh đoàn lính đánh thuê thức thần đi theo. Cổ lão nhìn Hòe Hầu và Tả Lâu, không nói gì. Nhìn thấy Tả Lâu, nhà họ Tả và binh đoàn đánh thuê thức thần xuất hiện ủng hộ, sắc mặt của Hách Liên Vũ ở nơi xa bất chợt trầm xuống, ông ta không ngờ nhà họ Tả sẽ xuất hiện ủng hộ Sáng Thế Đạo Điện. Tại thời điểm này, lại có một luồng khí tức mạnh mẽ từ bên cạnh truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn sang, thời không ở chỗ không xa đột nhiên rạn nứt, tiếp theo, một cô gái chậm rãi đi ra. Người bước ra là Bàn Lăng, phía sau cô ta là một nhóm cường giả hạng nhất của Bàn tộc. Nhìn thấy Bàn Lăng, Diệp Quân cau mày lại. Bàn Lăng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, Diệp công tử, mặc dù trước đây chúng ta quen biết, có một khoảng thời gian tiếp xúc, nhưng xin lỗi, Bàn tộc ta chọn Sáng Thế Đạo Điện. Lựa chọn Sáng Thế Đạo Điện. Lúc đầu Bàn Lăng vốn định tiếp tục chờ xem, cô ta muốn xem thử người đứng sau Diệp Quân xuất hiện, sau đó lại đưa ra quyết định cuối cùng, dù sao như thế mới là cách an toàn nhất. Nhưng cô ta không ngờ Vũ Châu và Thần Châu lại nóng vội đưa ra quyết định như thế. Cô ta biết nếu bây giờ không mau chóng quyết định thì sẽ muộn mất. Ngay lúc Bàn Lăng cũng đưa ra quyết định có nghĩa là cả vực Cửu Châu ngoài trừ binh đoàn đánh thuê thổ phỉ, tất cả các thế lực hàng đầu trong toàn vực Cửu Châu đều chọn Sáng Thế Đạo Điện. Bây giờ không chỉ Diệp Quân đang đối đầu với Sáng Thế Đạo Điện mà đang đối đầu với cả vực Cửu Châu. Thế lực thế nào mới có thể chống lại cùng lúc cả vực Cửu Châu và Sáng Thế Đạo Điện? Lúc này các cường giả gia tộc Hách Liên cũng hơi tuyệt vọng rồi. Ba đại châu cộng với binh đoàn đánh thuê thức thần thì đáng sợ đến mức nào? Chưa kể đến còn một Sáng Thế Đạo Điện bí ẩn. Đánh thế nào được? Trận thế này đã bị nghiền ép hoàn toàn. Lúc này Hách Liên Vũ đang nhắm mắt lại, tận đáy lòng cảm thấy bất lực. Dĩ nhiên ông ta không hối hận. Đời người như một ván cờ, đã đi rồi thì không hối hận, không có gì đáng hối hận cả. Hách Liên Vũ quay đầu nhìn các cường giả gia tộc Hách Liên sắc mặt trắng bệch, xin lỗi các vị, thật xin lỗi. Ông ta vẫn cảm thấy rất áy náy với các cường giả gia tộc Hách Liên đi theo mình. Một ông lão nhà họ Hách Liên ở một bên lắc đầu, thấp giọng thở dài, tộc trưởng, đừng như vậy. Lúc đầu chúng ta đều nhất trí quyết định chọn đánh cược một canh bạc lớn, nếu thắng thì chúng ta cùng hưởng, còn nếu thua thì cùng sống chết với nhau, nhà họ Hách Liên không có kẻ hèn nhát. Không có kẻ hèn nhát, rất nhiều cường giả gia tộc Hách Liên ở đó đều đồng loạt nói. Nghe các cường giả gia tộc Hách Liên nói thế, Hách Liên Vũ bật cười, ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở trong thời không hư vô đằng xa, Diệp công tử, hôm nay nhà họ Hách Liên ta sẽ đồng hành với ngươi. Diệp Quân quay đầu nhìn Hách Liên Vũ, nghiêm túc nói, nhà họ Dương ta sẽ không bao giờ quên ơn tình giúp đỡ hôm nay của nhà họ Hách Liên. Nực cười. Lúc này, cổ lão ở đằng xa bỗng chế nhạo, Diệp công tử, lẽ nào ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình hình hiện tại sao? Ngươi và nhà họ Dương gì đó không có sau này nữa. Diệp Quân quay đầu nhìn cổ lão, ông già, khiêu chiến một một. Một đánh một. Vẻ mặt cổ lão cứng đờ. Nếu là trước đây, tất nhiên ông ta sẽ không sợ Diệp Quân, vì Diệp Quân còn quá trẻ, cảnh giới không cao, nhưng sau khi xem trận chiến vừa rồi giữa Diệp Quân và ba vị thần hầu, ông ta không dám khiêu chiến với Diệp Quân. Ngay cả thần hầu mà Diệp Quân còn tiêu diệt chỉ với một nhát kiếm, ông ta lên đó chẳng phải bị giết ngay lập tức sao? Thấy mọi người đều đang nhìn mình, sắc mặt cổ lão nhất thời hơi mất tự nhiên. Ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Quân nói, người có khả năng đánh nhau thì có ích lợi gì?
ra ngoài lăn lộn phải có người hỗ trợ, hiểu chưa? Diệp Quân lắc đầu, ý gì? Vừa dứt lời, Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó. Cổ lão bị một luồng kiếm quang bao trùm, ngay lập tức lông tơ trên người ông ta dựng đứng. Khí tức chết chóc đến gần. Cổ lão không ngờ sức chiến đấu của Diệp Quân lại đáng sợ như vậy, ông ta không dám đối đầu với Diệp Quân, lập tức lùi lại nhưng kiếm thế đó đã bao phủ lấy ông ta, kiếm của Diệp Quân đã chém đến. Đồng tử cổ lão co rụt lại thành hình cây kim, đối mặt với nhát kiếm của Diệp Quân, ông ta không đỡ được, không hề do dự, ông ta lập tức cho thân xác mình tự nổ. Ầm. Thân xác nổ tung, linh hồn của ông ta nhanh chóng rời khỏi thân xác, bay đến nơi cách đó vài vạn trượng. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn cổ lão, lúc này cổ lão chỉ còn lại linh hồn, hoảng sợ run giọng nói, ngươi. Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó. Sắc mặt của cổ lão thay đổi, nhưng ngay sau đó ông ta lại sửng sốt, vì mục tiêu kiếm của Diệp Quân không phải là ông ta mà là ngự thần hầu ở cách đó không xa. Lúc này thân xác ngự thần hầu gần như bị tiêu diệt, thực lực giảm đi rất nhiều, chỉ cần hủy diệt hoàn toàn thân xác của đối phương thì hắn có thể dễ dàng giết chết đối phương. Phải biết rằng kiếm Thanh Huyên có khả năng khắc chế linh hồn. Thấy Diệp Quân bỗng tấn công mình, ngự thần hầu nheo mắt lại, nhưng ông ta cũng không phải cổ lão, mặc dù lúc này bị Diệp Quân đánh cho bị thương nặng, nhưng ông ta lại không hề sợ hãi, ông ta giơ ngón tay lên chỉ vào giữa trán mình. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên toát ra từ cơ thể ông ta, sau đó một thanh đao hư ảo bay lên trời từ trong cơ thể ông ta rồi chém thẳng xuống. Đao quang hàng vạn trượng chém đứt kiếm quang của Diệp Quân, nhưng khi vừa chạm vào kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân. Chỉ trong thoáng chốc, kiếm quang cao mấy vạn trượng lập tức vỡ tan, giống như quả trứng đập vào đá, quả thật không thể chịu được một đòn này. Nhưng lúc này ngự thần hầu đã lùi về sau cả vạn trượng, thân xác ông ta đã hoàn toàn bị phá vỡ, khi nhìn thấy tình trạng cơ thể mình, sắc mặt ông ta bỗng tối sầm, ông ta nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, vô cùng sửng sốt, uy lực thanh kiếm này quả thật rất đáng sợ. Lẽ nào đây là thần vật của nền văn minh vũ trụ cấp 9 thật sao? Ngay lúc ông ta còn đang thắc mắc, Diệp Quân ở đằng xa bỗng biến mất khỏi chỗ đó. Ngự thần hầu hơi nheo mắt lại, vừa định ra tay lần nữa thì lúc này Tả Lâu đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Tả Lâu đưa tay phải ra, lòng bàn tay úp xuống, ngay sau đó ông ta đột nhiên giơ lên. Chỉ thoáng chốc thời không chỗ Diệp Quân bỗng trở nên rất kỳ lạ, Diệp Quân lập tức xuất hiện trong một khoảng thời không hư vô tối đen như mực. Chẳng gì thấy gì trong thời không tối đen này, chỉ có sự tĩnh mịch vô tận. Thời không tịch diệt. Đây là một thời không đặc biệt mà Tả Lâu tu luyện thành, bên trong có một loại sức mạnh đáng sợ, đó là sức mạnh hủy diệt, bất cứ ai bị kéo vào thời không này, sẽ liên tục bị sức mạnh hủy diệt này ăn mòn, cho dù là tuổi thọ, thân xác hay linh hồn cũng đều bị tiêu diệt. Tả Lâu bỗng giơ tay ra, dĩ nhiên là muốn tỏ thái độ thân thiện với Sáng Thế Đạo Điện. Sau khi nhà họ Tả quyết định xuất trấn, dĩ nhiên ông ta phải nắm lấy cơ hội này. Tả Lâu nhìn Diệp Quân ở trong thời không tịch diệt, ông ta vừa định ra tay lần nữa, nhưng lúc này một thanh kiếm sáng chói bỗng lóe sáng lên trong thời không tịch diệt, toàn bộ thời không tịch diệt lập tức bị kiếm quang xé nát thành từng mảnh, cùng lúc đó Diệp Quân chậm rãi bước ra. Thấy thế Tả Lâu lập tức hoảng hốt, ông ta không thể tin được nhìn Diệp Quân, ngươi. Nói rồi dường như ông ta nhận ra điều gì đó, bỗng nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, trầm giọng nói, là thanh kiếm này. Lúc này mọi người cũng nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân. Từ lúc Diệp Quân ra tay đến giờ, uy lực mà thanh kiếm này thể hiện quả thật mạnh đến mức hoang đường, hơi bất thường. Diệp Quân không nói lời nào, hắn biến thành một tia kiếm quang lao về phía Tả Lâu. Vì thời gian dành cho hắn không nhiều. Thời gian hết thì tu vi của hắn sẽ bị phong ấn, lúc đó hắn sẽ là một tên vô dụng thật sự. Hắn phải nhận lúc có tu vi để giải quyết triệt để những người mạnh nhất này, để giảm bớt áp lực của tỷ tỷ mình. Không thể để tỷ tỷ mình gánh vác. Ngộ nhỡ tỷ ấy không chống đỡ được, chọn cách bỏ chạy thì phải làm sao? Thấy Diệp Quân lại rút kiếm ra, lần này Tả Lâu cách đó không xa không dám sơ suất, ông ta xòe tay ra, một cái đỉnh khổng lồ màu đen bỗng bay lên từ trong lòng bàn tay ông ta, cơn lốc của cái đỉnh khổng lồ hóa thành một cái lớn cả ngàn trượng. Hai con yêu thú lớn đứng ở hai đầu miệng đỉnh, một đen một trắng,
gương mặt cả hai đều rất hung dữ, toát ra sức mạnh mãnh thú đáng sợ. Đỉnh Thần Châu. Đây là bảo vật hàng đầu của Thần Châu, cũng là bảo vật gia truyền của nhà họ Tả, trong suốt lịch sử vực Cửu Châu, nó chỉ đứng sau một vài bảo vật của Cửu Châu chủ lúc trước. Lúc này đối mặt với Diệp Quân, Tả Lâu không dám khinh thường nữa, lập tức sử dụng con át chủ bài của gia tộc. Khi chiếc đỉnh này xuất hiện, hai con yêu thú khổng lồ bỗng gầm lên với Diệp Quân, từng uy lực của yêu thú như thủy triều lao về phía Diệp Quân, cùng lúc đó đỉnh Thần Châu cũng toát ra từng luồng sáng xanh kỳ lạ, lao về phía Diệp Quân. Diệp Quân giơ tay lên chém hai nhát kiếm. Ầm. Chỉ hai nhát kiếm, hai con yêu thú và đỉnh Thần Châu đã vỡ vụn rồi nổ tung, làn sóng xung kích cực mạnh làm Tả Lâu chấn động, lùi về sau cả ngàn trượng. Sau khi dừng lại, Tả Lâu hơi khó tin, đây. Ông ta không ngờ bảo vật gia truyền của mình đỉnh Thần Châu lại không đỡ nổi một đòn. Ngay lúc này, Diệp Quân lại cầm kiếm đánh về phía ông ta. Thấy thế Tả Lâu cảm thấy kinh hoàng, lúc này ánh mắt ông ta đã hiện lên vẻ sợ hãi, lần này ông ta không đối đầu trực diện với Diệp Quân mà run rẩy lùi về sau gần cả vạn trượng. Nhát kiếm này của Diệp Quân chém vào không trung. Diệp Quân cau mày, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tả Lâu ở đằng xa, nếu cường giả ở cấp bậc này không đấu trực diện với hắn thì hắn thật sự không có cách nào đánh bại đối phương. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, quay người lại, chém một nhát kiếm về phía cổ lão cách đó không xa, khi thấy Diệp Quân đến gần, sắc mặt cổ lão bỗng thay đổi, ông ta quay người bỏ chạy, thế nhưng thế kiếm của Diệp Quân lại thay đổi, lao thẳng về phía Ngự Thần Hầu ở phía xa. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt, không ngờ mục tiêu thật sự của Diệp Quân là Ngự Thần Hầu, ngay cả Ngự Thần Hầu cũng không ngờ tới. Khi ông ta phản ứng lại thì Diệp Quân đã lao về phía ông ta không còn cách nào khác chỉ đành giơ ngón tay lên, một luồng sức mạnh linh hồn đáng sợ lao ra từ đầu ngón tay ông ta. Nhưng ngay lúc sức mạnh linh hồn lực của ông ta tiếp xúc với kiếm thanh huyên của Diệp Quân, ông ta bỗng biến sắc vì ông ta nhận ra toàn bộ sức mạnh linh hồn của mình lập tức biến mất như tuyết gặp dầu sôi, không còn dấu vết. Sao có thể? Ngự Thần Hầu trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được, sau đó kiếm thanh huyên của Diệp Quân lao vào giữa trán ông ta. Ầm. Nhát kiếm này khiến Ngự Thần Hầu bị ghim tại chỗ. Mọi người đều ngây dại. Một cường giả cảnh giới thần tổ mà lại bị chém chết như thế. Ngay lúc Diệp Quân định giết luôn Ngự Thần Hầu, chỉ thấy Bàn Lăng cách đó không xa bỗng xòe tay ra, ngay sau đó một vòng đĩa bỗng hóa thành một tia sáng nhạt bay về phía Diệp An và Táng Cương ở phía xa. Vây ngụy cứu triệu. Diệp Quân không quan tâm tới Bàn Lăng nữa, bởi vì hắn tin Tỷ Tỷ. Ở chỗ xa, Diệp An nhìn thấy Bàn Lang đang điều khiển báu vật giết tới, cô ấy giơ tay tung một nhát thương. Ầm. Luồng ánh sáng yếu ớt lập tức tan vỡ, bánh xe tròn bị thổi bay. Diệp An chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bàn Lang người từng là bạn bè trước mắt, trong mắt không có chút dao động nào, khoảnh khắc đối phương bắt đầu lựa chọn sáng thế đạo điên, bọn họ đã không còn là bạn bè nữa. Diệp An quay đầu nhìn Táng Cương phía sau, hút đủ chưa? Táng Cương lắc đầu nguầy nguậy, vẫn chưa. Diệp An bỗng hơi cạn lời. Lúc đó, sau khi Táng Cương hút huyết mạch phong ma của Diệp An, khí tức của cô bé đã trở nên cực kỳ không bình thường, là một loại khí tức cực kỳ gian ác, trình độ tà ác còn vượt qua cả huyết mạch phong ma trên người Diệp An. Đồng thời, ánh mắt của cô bé cũng biến thành một biển máu. Càng ngày càng không bình thường. Lúc này, Ngự Thần Hầu bị một kiếm của Diệp Quân cố định ngay tại chỗ đột nhiên nói, thanh kiếm này của ngươi là kiếm gì? Diệp Quân nhìn Ngự Thần Hầu đang muốn lên tiếng, tâm niệm Diệp Quân khẽ động. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, thần hồn của Ngự Thần Hồn bị hút sạch sẽ. Xong, lông mày của Diệp Quân lại nhíu chặt, hắn cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng không nghĩ nhiều, mà vung một kiếm giết về phía Bùi Thần Hầu cách đó không xa. Bây giờ không còn nhiều thời gian cho hắn nữa, nếu không thể tiêu diệt ba vị thần hầu này trong thời gian khôi phục tu vi, đến khi hết thời gian thì hắn sẽ là người bị đánh tơi bời. Nhìn thấy Diệp Quân cầm kiếm giết tới, hai mắt Bùi Thần Hầu hơi híp lại, đang muốn ra tay, nhưng lúc này, Tả Lâu đột nhiên tức giận gào lớn, ngự. Ngự. Tiếng vừa dứt, hàng ngàn luồng khí tức đột nhiên cuốn sạch qua chiến trường, xông thẳng về phía Diệp Quân. Thần Châu vệ.
Mặc dù trong những thần châu vệ này không có cường giả cảnh giới thần tổ, nhưng khi bọn họ ra tay đồng loạt, lúc hàng ngàn khí tức tập hợp lại một chỗ, áp lực mạnh mẽ giống một dòng nước lũ cuồn cuộn, như muốn nghiền nát toàn bộ đất trời, uy lực không thua kém cảnh giới thần tổ. Đối diện với sức mạnh cuồn cuộn ngất trời, Diệp Quân không lùi lại mà tiến lên, đột nhiên chém một kiếm xuống. Vèo. Sức mạnh cuồn cuộn ngút trời đó bị nhát kiếm này của hắn cưỡng ép xé nát. Không thể chống lại. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tả Lâu đột nhiên trầm xuống, ông ta phát hiện, thanh kiếm của Diệp Quân thật sự hơi vượt qua giới hạn, khi bất kỳ sức mạnh và bảo bối nào tiếp xúc với thanh kiếm này đều bị tiêu diệt ngay lập tức. Cho dù là sức mạnh của cường giả cảnh giới thần tổ, thanh kiếm này cũng có thể hạ gục nhẹ nhàng. Trừ khi rất nhiều sức mạnh đè bẹp được Diệp Quân, nếu không, Diệp Quân mà cầm thanh kiếm này thì chính là một sự tồn tại không ai địch được. Tả Lâu quay người nhìn Bùi Thần Hầu, ông ta chắp tay, trầm giọng nói, các hạ, Diệp Quân đang cầm thanh kiếm thần, chúng ta sợ là không làm gì được hắn, hay tạm thời tránh khỏi mũi nhọn đi đã. Bùi Thần Hầu nhìn Tả Lâu, không cần. Tả Lâu hơi ngơ ngác, lập tức gật đầu, được. Bùi Thần Hầu đột nhiên nói, cần một chút thời gian. Tả Lâu nhìn Bùi Thần Hầu, gật đầu, đã hiểu. Vừa nói xong, một tiếng kiếm kêu đột nhiên vang lên từ đằng xa, ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Quân vung một kiếm về phía đám thần châu vệ. Sắc mặt Tả Lâu hơi thay đổi, vội nói, ngự. Đằng xa, hàng ngàn thần châu vệ đột nhiên xông lên trời cùng một lúc, tập kích bất ngờ vào Diệp Quân. Hai mắt Diệp Quân khẽ híp lại, khoảnh khắc tiếp theo, mắt hắn đột nhiên biến thành một biển máu. Kích hoạt huyết mạch. Khi huyết mạch phong ma được kích hoạt, khí tức của Diệp Quân đột nhiên bay vọt lên, chỉ một nhát kiếm, mười mấy cường giả thần châu vệ dẫn đầu đã bị hắn giết chết ngay tại chỗ, đồng thời, huyết khí của bọn họ cũng bị hắn hấp thu ngay lập tức. Nhìn thấy Diệp Quân cũng có huyết mạch kỳ lạ này, mấy người ở hiện trường đều kinh ngạc, sự khủng bố của sức mạnh huyết mạch này, vừa nãy bọn họ đã được chứng kiến trên người Diệp An rồi. Mà bây giờ, lại có một tên nữa. Sau khi Diệp Quân dùng một nhát kiếm giết chết mười mấy thần châu vệ, hắn cũng không dừng lại, mà thanh hình chợt run rẩy xông về phía những thần châu vệ còn lại. Lúc này trong tay hắn đang cầm kiếm Thanh Huyên và ý kiếm của mình, cộng thêm cả huyết mạch phong ma, có thể nói là lúc sức chiến đấu mạnh nhất, trong thời gian chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở, lại có mười mấy thần châu vệ chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tả Lâu đột nhiên thay đổi. Những thần châu vệ này đều được nhà họ Tả ông ta dày công đào tạo, để bồi dưỡng mỗi một người, đều cần chi phí cực lớn, mà bây giờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã chết hơn 30 người, tim của ông ta đang rỉ máu. Nhưng những cường giả vũ châu xung quanh không hề có ý muốn giúp đỡ, đối với bọn họ mà nói, thần châu vệ chết hết mới tốt. Lui! Nhìn thấy lại có mấy thần châu vệ bị Diệp Quân giết chết, Tả Lâu vội vàng ra lệnh cho bọn họ lui về. Sau khi những thần châu vệ nghe thấy mệnh lệnh của Tả Lâu, không có bất kỳ ai do dự, lập tức lùi lại. Đối mặt với tên Diệp Quân trước mặt này, bọn họ cũng vô cùng sợ hãi, hễ ai đối đầu trực diện với Diệp Quân, chắc chắn sẽ chết. Thanh kiếm đó và sức mạnh huyết mạch thật sự quá khủng bố. Diệp Quân cũng không đuổi theo thần châu vệ, hắn lại quay đầu nhìn Bùi Thần Hầu lần nữa, Bùi Thần Hầu đột nhiên nói, cảnh giới thần tổ cùng ra tay đi. Cảnh giới thần tổ cùng ra tay. Nói rồi, cô ta và em mờ thần hầu bên cạnh xông thẳng ra ngoài. Khi nghe thấy lời Bùi Thần Hầu nói, Tả Lâu do dự một chút, sau đó cũng lao về phía Diệp Quân, Hoè Hầu ở một bên khác chần chừ rồi cũng lao ra. Lúc này, bọn họ không dám từ chối Bùi Thần Hầu nữa. Bốn cường giả cảnh giới thần tổ xung quanh đều ra tay, sức mạnh của bọn họ đáng tới mức nào. Bốn luồng khí tức mạnh mẽ to lớn tụ lại một chỗ, nháy mắt đã đẩy Diệp Quân lùi ra xa hàng ngàn trượng, khi hắn vừa dừng lại, bốn vị cường giả cảnh giới thần tổ lại tiếp tục xông tới trước mặt hắn. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó, Diệp Quân lại bị đánh bay đi lần nữa. Bốn đánh một, lúc này, cũng không có ai đi so đo về vấn đề này nữa. Cách đó không xa, khi Diệp An nhìn thấy Diệp Quân đang bị bao vây tấn công, cô ấy không tiếp tục để ý tới Táng Cương ở bên cạnh nữa, mà cầm lấy cây trường thương xông ra ngoài. Táng Cương ngồi khoanh chân lại, cô bé chậm rãi nhắm đôi mắt đỏ như máu, trong cơ thể của cô bé, huyết
huyết mạch phong ma đang sôi sục giống như nước sôi. Táng Cương tham lam hấp thụ huyết mạch phong ma mà vừa nãy hút được từ trên người của Diệp An. Ở bên kia, sau khi Diệp An tham gia vào trận chiến, tình thế đã lập tức bị đảo ngược. Một thương của Diệp An đẩy lui Tả Lâu, ông ta vừa dừng lại, một cây thương dài giống như tia sét, lao thẳng về phía ông ta. Tả Lâu hơi biến sắc, tung ra một quyền. Tả Lâu lại lần nữa bị đẩy lui. Diệp An cũng không tiếp tục tấn công ông ta nữa, mà quét mạnh cây thương về phía Hoè Hầu đang bao vây tấn công Diệp Quân ở cách đó không xa. Một thương mang màu đỏ tươi quét tới, Hoè Hầu bị đẩy ra xa gần nghìn trượng. Sau khi Hoè Hầu dừng lại, ông ta nhìn qua tay phải của mình hơi rạn nứt, khẽ khiếp sợ, thực lực của hai tỷ đệ này thực sự không bình thường lắm, người này còn yêu nghiệt hơn cả người kia. Giờ phút này ông ta hơi tò mò và sợ hãi về thế lực đằng sau Diệp Quân và Diệp An. Có thể bồi dưỡng ra được hai yêu nghiệt thiên tài đáng sợ như vậy, nhất định không phải là thế lực tầm thường, e là ít nhất phải có ba vị cường giả cảnh giới thần tổ trở lên, thậm chí là trên cả cảnh giới thần tổ. Nghĩ tới đây, sắc mặt của ông ta càng trở lên khó coi. Trên cả cảnh giới thần tổ sao? Mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng lúc này ông ta đã không còn đường lui nữa rồi, bây giờ chính là ngươi chết ta sống. Cách đó không xa, sau khi giảm bớt đi hai vị cường giả cảnh giới thần tổ, áp lực của Diệp Quân bỗng nhẹ đi rất nhiều, lại có sự tăng cường của sức mạnh huyết mạch và kiếm thanh huyên, hắn hoàn toàn có thể chống lại được hai vị cảnh giới thần tổ, thậm chí là áp chế được hai vị ở cảnh giới thần tổ, nhưng nếu muốn giết chết đối phương, thì vẫn rất là khó khăn. Vì Bùi Thần Hầu và Âm Thần Hầu bây giờ đã thông minh hơn rồi, không còn dám đối đầu trực diện với hắn nữa, mà bắt đầu cản trở hắn. Đối phương đang kéo dài thời gian. Nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, chẳng lẽ đối phương còn có viện binh sao? Đúng rồi. Còn một vị thần hầu nữa chưa xuất hiện. Nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Quân nhất thời trở lên hơi khó coi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Táng Cương. Thấy Táng Cương đang ngồi đó hấp thụ huyết mạch phong ma, hắn lập tức cau mày lại, lẽ nào nha đầu này thật sự là người thân của mình sao? Táng Cương là người duy nhất hắn từng gặp có thể nuốt chửng được huyết mạch phong ma như vậy. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Quân thu lại ánh mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Thần Hầu và Âm Thần Hầu, giây sau, huyết mạch phàm nhân trong cơ thể hắn cũng bắt đầu dâng trào lên. Hai loại sức mạnh huyết mạch. Vào lúc sức mạnh của huyết mạch phàm nhân xuất hiện, khí tức của Diệp Quân lại lần nữa điên cuồng tăng vọt. Thấy được cảnh này, sắc mặt của Bùi Thần Hầu và Âm Thần Hầu ở cách đó không xa lập tức tối sầm lại. Không chỉ có hai người bọn họ, những người ở xung quanh lúc này cũng đều sửng sốt. Lại một loại huyết mạch khác sao? Hơn nữa, huyết mạch này còn không hề yếu hơn loại huyết mạch đầu tiên. Âm Thần Hầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân. Ta không tin tổ tiên của ngươi lại có nhiều người tài giỏi đến như vậy. Dứt lời, lão ta đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng âm u lao về phía Diệp Quân. Bùi Thần Hầu ở bên cạnh lão ta cũng lao theo. Diệp Quân mặt không cảm xúc nhìn hai thần hầu đang lao tới, giây sau, hắn đột nhiên dùng kiếm chém mạnh xuống. Khi một khoảng kiếm quang nổ tung ra, hai vị thần hầu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, giọng nói lo lắng của Tiểu Tháp đột nhiên vang lên từ trong đầu của Diệp Quân, mau, thời gian sắp hết rồi. Thời gian sắp hết rồi. Diệp Quân hóa thành một luồng kiếm quang lao về phía hai vị thần hầu, mà hai vị thần hầu không có lựa chọn đối đầu trực diện với Diệp Quân, liên tục lùi về đằng sau. Nếu Diệp Quân không có thanh kiếm kia, hai người bọn họ còn lâu mới sợ. Nhưng vì có sự tồn tại của thanh kiếm đó nên hai người bọn họ mới hoàn toàn không dám đối đầu trực diện hắn, nếu cố chấp thì không chết cũng bị thương. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian nữa là được. Mà Diệp Quân lại không thể trì hoãn thêm được nữa, một khi hết thời gian, Tu Vi sẽ bị phong ấn, đến lúc đó, tỷ tỷ chắc chắn không thể ngăn chặn được bốn tên cường giả cảnh giới thần tổ ở trước mặt này được. Cũng không thể chuyện gì cũng để cho cha và cô tới gánh chứ. Hơn nữa, lần này bản thân còn có giao ước với cô nữa. Nghĩ đến đây, ý định giết người của Diệp Quân trỗi dậy, huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân trong cơ thể lại sôi sục. Hắn nhìn chằm chằm vào Bùi Thần Hầu,
hắn ngự kiếm bay lên, để gia tăng tốc độ của bản thân đến cực hạn, hắn đốt cháy luôn xác thịt. Một kiếm cực hạn. Sự tăng cường sức mạnh của hai loại huyết mạch và kiếm thanh huyên. Phía xa, Bùi Thần Hầu thấy Diệp Quân một kiếm lao tới, cô ta vốn dĩ còn đang muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng giống như cảm nhận được gì đó, khóe miệng cô ta khẽ cong lên, không tránh không né, để mặc cho một kiếm đó của Diệp Quân đâm vào trán của cô ta. Diệp Quân sửng sốt. Tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Chuyện này là thế nào? Ngay vào lúc này, Diệp Quân giống như cảm nhận được gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy ở sâu trong tinh hà, ba luồng thần quang rơi thẳng xuống dưới, xuyên qua vũ trụ tinh hà. Ba luồng thần quang đó rơi xuống trong thời không hư vô này, chỉ trong nháy mắt, ba luồng uy áp khủng bố đã lập tức bao phủ toàn bộ thời không hư vô. Mà dưới ba luồng uy áp đó, tất cả mọi người có mặt tại đây, đều cảm thấy không thể thở nổi, cho dù là Tả Lâu hay Hoè Hầu. Mọi người đều hoảng hốt. Diệp Quân nhìn về phía ba luồng thần quang đó, thần quang chậm rãi tan đi, tiếp đó, có ba người từ từ bước ra. Bùi Thần Hầu, Âm Thần Hầu, Ngự Thần Hầu. Sau lưng của ba vị thần hầu đều có một luồng thần quang lớn hiện lên, tác động lên tất cả. Giờ phút này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều chợt bừng tỉnh. Đây mới chính là bản thể chân chính. Toàn bộ thời không hư vô yên lặng như chết. Ha ha! Tả Lâu cười lớn điên cuồng, trước đây ông ta cảm thấy ba vị thần hầu này có gì đó không đúng lắm, vì vậy, ông ta đoán ba vị thần hầu không phải là bản thể, đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ta quả quyết ra sân ủng hộ. Và sự thật chứng minh, ông ta cược đúng rồi. Lần này là một canh bạc lớn, có thể bảo đảm cho tả tộc cường thịnh thêm 100 triệu năm nữa. Ở chỗ không xa, sắc mặt của Bàn Lăng cũng tràn đầy phấn khích. Cô ta cũng cược đúng rồi. Quả nhiên là sáng thế đạo điện này không đơn giản như vậy mà. Ai có thể ngờ rằng, ba vị thần hầu vừa mới xuất hiện, lại đều không phải là bản thể. Không phải bản thể mà đều có thực lực cảnh giới thần tổ, bây giờ mà bản thể đến, thì khủng bố bao nhiêu. Ngoài thấy phấn khích, Bàn Lăng càng thấy vui mừng nhiều hơn, cũng may vừa nãy mình quả quyết ủng hộ, nếu không, bây giờ mới ủng hộ. Thì đã là dệt hoa trên gấm chứ không phải một miếng khi đói bằng một gói khi no rồi. Khí tức của ba vị thần hầu xuất hiện lại lần nữa hoàn toàn khác với vừa nãy, chỉ là khí tức và sự áp bức tỏa ra, đã khiến Tả Lâu thậm chí Hoè Hầu cũng ở cảnh giới thần tổ có phần khó chấp nhận nổi, còn mấy người có thực lực hơi yếu bên cạnh, đã nằm sấp dưới đất, bọn họ hoàn toàn không chịu nổi ba luồng thần uy đại đạo này. Cho dù là Diệp Quân, lúc này cũng cảm thấy một luồng áp lực trước giờ chưa từng có. Đúng là hắn không ngờ tới, ba vị thần hầu vừa đánh nhau với mình hồi nãy đều không phải là bản thể. Tuy nhiên ngay vào lúc này, tu vi của hắn đột nhiên biến mất mà không có căn cứ gì, sức mạnh của hai dòng huyết mạch cũng khôi phục sự bình tĩnh trong phút chốc. Không còn tu vi nữa rồi. Sắc mặt Diệp Quân lập tức trầm xuống. Hết thời gian rồi. Họa vô đơn chí. Ở chỗ không xa, Diệp An quay đầu nhìn Diệp Quân một cái, lông mày khẽ cau lại, mất tu vi rồi ư. Diệp Quân gật đầu. Diệp An nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, hơi tức giận, có phải đệ cố ý tới gài bẫy tỷ không? Biểu cảm của Diệp Quân cứng đờ. Diệp An hừ một tiếng, ta nói cho đệ biết, ta không đánh thắng được, nhưng ta có thể chạy được. Diệp Quân cười khổ tỉ tỉ. Diệp An quay đầu nhìn bản thể của ba vị thần hầu cách đó không xa, nhẹ giọng nói, không đánh thắng được, ta thật sự sẽ chạy trốn đấy. Cảnh giới của cô ấy và Diệp Quân đều tương đối thấp, khiêu chiến vượt cấp với cảnh giới thần tổ, đã là cực kỳ trái với tự nhiên rồi, bản thể ba vị này xuất hiện, thực lực đã vượt xa cảnh giới thần tổ, nếu đánh với một người, có thể còn gắng gượng tí được, nhưng ba vị. Bây giờ cô ấy đã chuẩn bị bỏ chạy. Một bên khác. Vẫn còn một người chú ý tới trận đấu, người đó là đoàn trưởng thức thần của binh đoàn lính đánh thuê thức thần. Thật ra, ông ta đã tới từ sớm, nhưng ông ta không tự mình ra sân như nhà họ Tả và nhà họ Bàn, mà chỉ âm thầm quan sát trong bóng tối. Ở bên cạnh ông ta còn một ông lão nữa. Bây giờ khi bản thể của ba vị thần hầu xuất hiện, thức thần hơi kinh ngạc. Bên cạnh ông ta, lão già trầm giọng nói, đoàn trưởng, bây giờ chúng ta ra sân chưa?
Thức Thần nhìn Diệp Quân và Diệp An một cái, vẫn lắc đầu. Mặt ông lão tràn đầy vẻ không hiểu. Thức Thần cười nói, người không phát hiện ra à? Đánh đến bây giờ, trước mắt người sau hai vị kia vẫn chưa xuất hiện. Ông già trầm giọng nói, chẳng lẽ đoàn trưởng cho rằng người phía sau bọn họ còn mạnh hơn Sáng Thế Đạo Điện à? Thức Thần bình tĩnh nói, nhớ còn mạnh hơn thì sao? Ông già ngạc nhiên. Thức Thần nhìn Diệp An và Diệp Quân ở phía xa, ngươi nhìn kỹ hai tỷ đệ này mà xem. Ông già nhìn về phía Diệp Quân và Diệp An, mặt đầy hoài nghi. Thức Thần nhìn chằm chằm hai người, cho dù bản thể của ba vị thần hầu xuất hiện, hai tỷ đệ này cũng không hề sợ hãi gì. Ông già ngơ ngác, ông ta cẩn thận quan sát Diệp An và Diệp Quân một lượt, vẻ mặt hai tỷ đệ hơi khó coi, nhưng đôi mắt hai tỷ đệ đúng là không hề sợ hãi tí nào. Thức Thần khẽ cười, đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Ở chỗ không xa, sau khi ba vị thần hầu xuất hiện, ánh mắt ngự thần hầu dẫn đầu rơi thẳng vào người Diệp Quân, không phải ngươi đánh nhau rất giỏi à? Nào, đánh lại một trận. Diệp Quân đi tới bên cạnh Diệp An, tỷ, tỷ lên đi. Diệp An lườm Diệp Quân một cái, để mau gọi người đi. Diệp Quân lắc đầu, không có ai để gọi cả, hay là tỷ gọi đi. Diệp An cũng lắc đầu, ta không gọi. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Diệp An bình tĩnh nói, ta đồng ý với mẹ rồi, ta muốn dựa vào thực lực của bản thân để giành được thành tựu. Diệp Quân trầm giọng nói, đệ đồng ý với cô rồi, muốn dựa vào thực lực của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ này. Tỷ đệ đều im lặng. Chính vào lúc này, Bùi Thần Hầu đột nhiên nói, tu vi của hắn biến mất rồi. Tu vi biến mất. Nghe lời Bùi Thần Hầu nói, mọi người đều dồn dập nhìn Diệp Quân, chẳng mấy chốc, mọi người đều choáng váng, bởi vì bọn họ phát hiện, như lời Bùi Thần Hầu đã nói, tu vi của Diệp Quân thật sự biến mất. Chuyện gì vậy? Mọi người đều hơi hoài nghi. Ngự Thần Hầu quan sát Diệp Quân một lượt, sau đó nói, ngươi đang chơi trò gì đó. Diệp Quân im lặng, hắn biết, thực lực của tỷ tỷ không thể đánh thắng bản thể của ba vị thần hầu được. Về phần chạy trốn, đó cũng là chuyện không thể nào, đừng nói bây giờ hắn không có tu vi, cho dù có tu vi, cũng không trốn được. Hình như nghĩ tới cái gì đó, Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn Táng Cương cách đó không xa. Việc khẩn cấp trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, cô mới xuất hiện, tu vi của bản thân mới có thể hồi phục, hơn nữa còn thắp sáng ô vuông cuối cùng trên kiếm Thanh Huyên. Diệp Quân chạy tới bên cạnh Táng Cương. Táng Cương mở mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhắm vào, tiếp tục nuốt chửng huyết mạch phong ma nhận được từ chỗ Diệp An. Diệp Quân trầm giọng nói, nhà đầu, người có nhớ ra điều gì không? Táng Cương mở hai mắt ra nhìn Diệp Quân, hình như có một chút. Diệp Quân hơi giật mình, Táng Cương lại nói, nếu ngươi cho ta uống nhiều máu hơn, ta chắc chắn có thể nhớ ra càng nhiều chuyện. Mặt Diệp Quân đầy buồn bực. Có phải ngươi muốn lừa ta để uống máu không? Táng Cương nghiêm túc, sao có thể chứ? Diệp Quân im lặng, dường như đang do dự. Nhìn thấy Diệp Quân hơi dao động, Táng Cương vội nói, điều ta nói là thật, ngươi có muốn cho ta uống thêm máu không? Nói rồi, cô bé lại liếm máu ở khóe miệng. Sau khi Diệp Quân im lặng một lát, nói, được. Hắn vừa nói vừa cầm dao rạch thẳng vào lòng bàn tay. Sau đó giơ tay đưa đến trước mặt Táng Cương. Nhìn thấy máu tươi của Diệp Quân, hai mắt Táng Cương phát sáng ngay, cô bé ôm lấy tay Diệp Quân rồi bắt đầu mút điên cuồng. Tiểu Tháp nói, ngươi tin cô bé à? Trong lòng Diệp Quân bất lực nói, không tin cô bé còn có thể tin ai? Một bên khác, Ngự Thần Hầu nhìn Táng Cương, khẽ cau mày, hắn đang làm gì vậy? Bùi Thầu Hầu nhìn Diệp Quân và Táng Cương. Bình tĩnh nói, cứ giết trước rồi nói. Nói rồi, cô ta dẫm về trước một bước này, một luồng thần uy đại đạo lập tức quét qua sân. Lúc này, Diệp An đột nhiên chặn trước mặt Bùi Thần Hầu, tay cô ấy cầm thương dài đột nhiên chặn ngang trước mặt, sức mạnh huyết mạch to lớn kèm theo sức mạnh của cây thương tràn ra. Ầm ầm. Sức mạnh của hai người vừa va chạm, Diệp An đã bị đẩy lùi xa hàng ngàn trượng. Bùi Thần Hầu nhìn Diệp An, cô ta dẫm về trước một bước, một luồng sức mạnh khủng bố lập tức bao phủ Diệp An, khí tức của Diệp An nghẹn lại, dường như có hàng chục ngàn ngọn núi đè lên người, thở không ra hơi.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào Bùi Thần Hầu, tay phải nắm chặt cây thương dài trong tay, mặc dù bị khí thế của Bùi Thần Hầu đàn áp, nhưng trong mắt cô ấy toàn là tinh thần chiến đấu. Giết! Diệp An đột nhiên gào thét, một luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ và sức mạnh cây thương không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể của cô ấy, sức mạnh đàn áp của Bùi Thần Hầu đột nhiên bị đẩy lùi. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Bùi Thần Hầu khẽ híp lại, có chút bản lĩnh đấy. Nói rồi, cô ta đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ở chỗ xa, mắt Diệp An đột nhiên co rút lại, vung một nhát thương ra. Ầm! Chỉ thấy trong chớp mắt, một vùng thương mang vỡ tan, Diệp An bị đánh bay ra hàng chục ngàn trượng. Khi cô ấy vừa dừng lại, thế mà cô ấy lại xuất hiện trong một vùng thời không kỳ lạ. Ở vùng thời không tối tăm này, chỉ có màu đen vô tận, bên trong không có thời gian trôi qua, chỉ có yên lặng vĩnh viễn. Nhìn thấy cảnh này, ở đằng xa, mắt Tả Lâu đột nhiên co rụt lại, khó tin nói, đây là thời không tịch diệt trong truyền thuyết à? Thời không tịch diệt. Ông ta cũng từng nghe nói, nghe đồn loại thời không này là một loại thời không cực kỳ đặc biệt, bên trong chỉ có bóng tối vô tận, yên lặng vĩnh viễn, người ở trong này sẽ không cảm nhận được thời gian trôi qua, vì vậy, đợi ở trong này một khắc, nhưng giống như đã đợi ngàn năm rồi. Đây là một loại tra tấn. Sau khi Bùi Thần Hầu đánh Diệp An vào thời không tịch diệt này, cô ta lạnh nhạt nhìn Diệp An, thần tịch diệt, hãy để cô ta ở trong thời không này đời đời kiếp kiếp, đến khi ý chí của cô ta phai mờ. Một lát sau, một giọng nói già nua truyền ra trong không gian tịch diệt, được. Bùi Thần Hầu thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn Diệp Quân cách đó không xa, lúc này Diệp Quân vẫn đang cho Táng Cương hút máu, hắn cũng không biết Táng Cương đã hút bao nhiêu máu. Dù sao thì bây giờ hắn cảm thấy mình đang váng đầu hoa mắt, sắp không ổn rồi. Bùi Thần Hầu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Diệp Quân, ta biết người sau lưng ngươi không đơn giản, suy cho cùng, bà ta có thể đảo ngược thời không, cho sinh linh sống lại tùy ý, bảo bà ta xuất hiện đi. Người sau lưng Diệp Quân. Nghe thấy lời Bùi Thần Hầu nói, mọi người ở hiện trường đều dồn dập nhìn Diệp Quân, đối với thế lực sau lưng Diệp Quân, tất nhiên bọn họ cũng tò mò. Diệp Quân không quan tâm tới Bùi Thần Hầu, mà nhìn Táng Cương, ngươi, đủ chưa vậy? Táng Cương hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn hắn, chớp mắt, thiếu một chút. Diệp Quân run giọng nói, Tổ Tông à, ngươi còn hút nữa, ta sẽ bị hút khô mất. Táng Cương vội vàng nói, đừng nhỏ mọn như vậy, ta hút thêm một chút thôi. Nói rồi, cô bé ôm lấy tay Diệp Quân hút mạnh. Diệp Quân cũng sắp sụp đổ rồi. Ta không bị sáng thế đạo điện đánh chết, cũng sẽ bị ngươi hút chết. Ở chỗ xa, Bùi Thần Hầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc, cô ta cau mày, bởi vì cô ta không cảm nhận được khí tức của cường giả khác. Ngự Thần Hầu bên cạnh cô ta thậm chí cả Âm Thần Hầu cũng hơi hoài nghi, với thực lực của bọn họ, nếu có người âm thầm rình mò, bọn họ không thể không cảm nhận được. Ngự Thần Hầu trầm giọng nói, chẳng lẽ người sau lưng hắn thật sự không quan tâm tới hắn nữa à? Bùi Thần Hầu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân ở phía xa, thế thì đơn giản biết bao. Nói xong, cô ta dẫm về trước một bước, một luồng sức mạnh khủng bố đè ép thẳng về phía Diệp Quân và Táng Cương. Đừng nói bây giờ Diệp Quân không có tu vi, cho dù có tu vi, hắn cũng không thể ngăn cản được luồng sức mạnh này. Nhìn thấy luồng sức mạnh kia, hai mắt Diệp Quân nhắm lại, cha à, con sắp chết rồi, xin hãy để chủ nhân Bút Đại Đạo tới đồng hành với con. Vãi trưởng. Ở một tinh vực bí ẩn, một giọng gầm thét đột nhiên vang lên, liên quan quái gì tới ta, thằng nhóc thối tha. Ngay khi sức mạnh đó tới trước mặt Diệp Quân, Táng Cương ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay sau đó, cô bé duỗi một ngón tay gõ nhẹ. Ầm. Sức mạnh đó lập tức tan vỡ. Khóe miệng Táng Cương, khẽ nhếch lên. Nụ cười đó rất tà ác. Lúc này tất cả mọi người trong sân đổ dồn ánh mắt vào Táng Cương. Đều là vẻ ngờ vực. Đây là thần thánh phương nào vậy? Diệp Quân cực kỳ phấn khích, hắn kéo Táng Cương nói, người khôi phục trí nhớ rồi à? Táng Cương chớp mắt, không biết. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Nhìn nhầm rồi. Lúc này Bùi Thần Hầu bỗng chậm rãi bước đến chỗ Táng Cương, cô ta nhìn chằm chằm Táng Cương, không ngờ người mạnh nhất lại là ngươi. Diệp Quân lặng lẽ đi đến phía sau Táng Cương,
Con nhóc này hút nhiều máu của hắn như thế, cũng nên làm gì đó rồi. Táng Cương bỗng biến mất khỏi đó. Ở phía xa, Bùi Thần Hầu khá bình tĩnh, tay phải giơ lên, một đóa hoa sen nở ra trong lòng bàn tay cô ta. Đạo đạo liên. Đây mới là đạo đạo liên thật sự. Hoa sen nở rộ, hàng ngàn tia sáng rực rỡ. Lúc này một ngón tay cô ta chỉ vào đóa đạo đạo liên này. Vèo. Dưới cái nhìn của mọi người, đạo đạo liên run lên dữ dội, ngàn vạn ánh sáng lập tức tản đi, cùng lúc đó đạo đạo liên bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Sức mạnh huyết mạch phong ma. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bùi Thần Hầu cau mày, cô ta không ngờ đóa hoa đại đạo của mình lại bị ăn mòn. Sao có thể chứ? Bùi Thần Hầu cực kỳ ngạc nhiên, không để cô ta nghĩ nhiều thêm, cánh hoa ở phần trước của đóa đạo đạo liên đó đã biến thành màu đỏ kỳ lạ. Bùi Thần Hầu ngạc nhiên đến sửng sốt, cô ta bỗng duỗi tay trái ra, niệm chú rồi chỉ vào trên đạo đạo liên đó. Một luồng sáng hư ảo bỗng lan ra từ sâu trong đạo đạo liên, thoáng chốc cô ta và Táng Cương đã xuất hiện trong một thế giới đạo liên. Thế giới đạo liên. Đây là thế giới nội bộ của đạo đạo liên, thế giới này là thế giới mà lúc đầu đạo đạo liên được sinh ra khi đi theo sáng thế đế thần để lĩnh hội đại đạo. Khi đó, sáng thế đế thần đã từng sống ở thế giới này, thế nên thế giới này có một nơi vô cùng đặc biệt, không phải tín đồ của ta thì tự giảm xuống ba cảnh giới. Đại đạo áp chế. Hễ là người không tín vào sáng thế đế thần thì khi bước vào thế giới này, cảnh giới sẽ tự động giảm xuống ba bậc. Sau khi bước vào thế giới đặc biệt này, Táng Cương lập tức cảm nhận được một sức mạnh vô hình trấn áp mình. Táng Cương ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cực kỳ bình tĩnh. Lúc này giọng Bùi Thần Hầu bỗng vang lên, lên. Rất nhiều phù văn hoa sen kỳ lạ bỗng xuất hiện giữa trời. Đại đạo xuất hiện. Bùi Thần Hầu muốn trấn áp Táng Cương bằng đại đạo của mình và sức mạnh của đóa sen đại đạo này. Táng Cương không cảm xúc nhìn Bùi Thần Hầu, cô bé xòe tay ra, một vệt máu bay lên trời, thoáng chốc thế giới đạo liên dần biến thành biển máu. Đại đạo đối kháng. Lúc này xung quanh Táng Cương đều là biển máu, mà những phù văn hoa sen không thể đến gần cô bé. Bùi Thần Hầu nhìn chằm chằm Táng Cương, ta không tin sức mạnh huyết mạch của ngươi có thể đối đầu với đạo đạo liên của ta. Vừa dứt lời, hai tay cô ta bỗng nhấc lên, tiêu diệt. Chỉ trong chốc lát, mấy hoa sen xung quanh bốc cháy, từng luồng sức mạnh đáng sợ lao về phía Táng Cương như thủy triều. Lúc này Táng Cương giống như một chiếc lá giữa biển khơi vô tận, cô bé trông thật nhỏ bé trước những phù văn hoa sen rực cháy đó. Thế nhưng, cho dù những phù văn hoa sen đó mạnh đến đâu cũng không thể đến gần khu vực của cô bé. Thấy thế sắc mặt Bùi Thần Hầu bỗng trở nên hung dữ, cô ta bỗng giơ tay ra tiêu diệt. Dưới sự thúc giục của cô ta, hàng ngàn cánh hoa sen bỗng xuất hiện, mỗi đóa hoa sen ẩn chứa một loại đạo pháp, mà mỗi đạo pháp đều chứa một sức mạnh đáng sợ có thể hủy diệt trời đất. Hàng ngàn cánh hoa nhanh chóng bay về phía Táng Cương. Táng Cương bỗng nắm chặt hai tay lại, một vệt máu bay lên trời từ trong người, chỉ trong tích tắc, những cánh hoa sen xung quanh cô bé vỡ tan, không chỉ thế lúc này cả thế giới đại đạo liên bắt đầu tan thành từng mảnh. Ở đằng xa, đồng tử Bùi Thần Hầu co rụt lại, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì thế giới đại đạo liên đã vỡ nát hoàn toàn. Hai người quay về thời không hư vô trước đó. Táng Cương đứng đó, cả người toát ra huyết khí ngút trời như một vị ma thần. Khí tức huyết mạch phong ma tỏa ra từ trên người cô bé còn mạnh hơn cả Diệp An và Diệp Quân. Đúng lúc này, Táng Cương bỗng chỉ về phía bên phải, ngay sau đó thời không tịch diệt đó bỗng nứt ra một khe hở, sau đó Diệp An bị nhốt trong đó được cô bé lôi ra. Sau khi đi ra, Diệp An không thể tin được nhìn Táng Cương, cô ấy còn sốc hơn khi nhìn thấy khí tức huyết mạch phong ma trên người Táng Cương còn mạnh hơn mình. Rốt cuộc nhóc này là ai? Không chỉ Diệp An. Lúc này Diệp Quân cũng rất tò mò. Sao có cảm giác huyết mạch phong ma của nhóc này còn chính thống hơn mình và tỷ vậy chứ? Lúc này giọng Tiểu Tháp vang lên trong đầu Diệp Quân, có lẽ ta biết cô bé là ai rồi. Diệp Quân vội nói, ai? Tiểu Tháp trầm giọng nói, dù sao ngươi cũng phải gọi là cô. Diệp Quân. Sau khi nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Táng Cương, mọi người ở đó đều vô cùng kinh ngạc,
cô bé này mới là người đáng sợ thực sự. Mấy người Tả Lâu nhìn chằm chằm Táng Cương, chắc chắn họ đã nghĩ Táng Cương là người đằng sau Diệp Quân và Diệp An. Ngay lúc này, Táng Cương như cảm nhận được ánh mắt của Tả Lâu, cô bé bỗng quay đầu nhìn Tả Lâu, Tả Lâu khẽ cau mày, đang định nói gì đó thì Táng Cương bỗng giơ tay phải lên. Thuật đề đầu, vèo. Tả Lâu lập tức biến sắc, ông ta lùi về sau, các thần châu vệ ở xung quanh ông ta không phản ứng nhanh bằng ông ta, đầu đều văng lên trời, máu bắn ra như suối. Phút chốc giết gần 1.000 thần châu vệ. Mọi người đều hoảng hốt. Sau khi dừng lại, sắc mặt Tả Lâu trắng bệch, khó tin nhìn Táng Cương, nhưng Táng Cương lại không nhìn ông ta, máu của hàng ngàn thần châu vệ bị cô bé hấp thu. Sau khi hấp thụ máu của hàng ngàn thần châu vệ, Táng Cương lại cau mày, cô bé quay nhìn Diệp Quân, máu của tỷ đệ ngươi ngon hơn. Diệp Quân sầm mặt. Diệp An nhìn Táng Cương, không nói gì. Táng Cương quay đầu lại nhìn Bùi Thần Hầu cách đó không xa, Sáng Thế Đạo Điện. Đúng là quen thật. Bùi Thần Hầu bỗng nói, giết cô ta. Cô ta quyết định đánh hội đồng. Vì cô ta biết rõ cho dù ai trong số 3 người họ, một đánh một đều không thể giết được người trước mặt này. Bùi Thần Hầu vừa dứt lời, một đao quang vạn trượng bỗng bay lên, sau đó từ trên trời rơi xuống chém mạnh vào Táng Cương. Cùng lúc đó một sức mạnh lạnh giá kỳ quái bỗng cuồn cuộn lao đến từ xung quanh, lao thẳng đến chỗ Táng Cương. Ngay lúc vừa dứt lời, cả người Bùi Thần Hầu biến mất khỏi đó. 3 cường giả cảnh giới thần tổ đỉnh cấp cùng nhau ra tay, nếu không phải vực Cửu Châu có cấm chế mà Cửu Châu chủ để lại để bảo vệ lúc trước, chỉ cần uy lực mà họ toát ra cũng đủ để hủy diệt vực Cửu Châu mấy vạn lần. Lúc này sắc mặt Tả Lâu và Hòe Hầu cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời hai người cũng cảm thấy hơi bất lực, giờ họ mới ý thức được mình yếu đến mức nào. Mặc dù họ cũng là cảnh giới thần tổ nhưng phải nói là so với 3 cảnh giới thần tổ trước mặt thì họ quả thật quá yếu. Cách đó không xa, Táng Cương nhìn 3 vị thần hầu đang lao về phía mình, cô bé từ từ nhắm mắt lại, một sức mạnh huyết mạch đáng sợ bỗng bộc phát từ cơ thể cô bé. Biển máu ngút trời. Táng Cương mở mắt ra, ngay sau đó cô bé biến thành một vùng biển máu rồi lao ra ngoài. Đòn tấn công này khiến 3 vị thần hầu lùi về sau cả vạn trượng. Thấy thế Tả Lâu và Hòe Hầu nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ sợ hãi. Mà Diệp Quân lại phấn khích cực kỳ, máu này không uổng phí chút nào. Ở phía xa, sau khi dừng lại, 3 vị thần hầu cũng giật mình, họ không ngờ cô bé trước mặt này lại có thể một mình trấn áp 3 người họ. Mạnh thế sao? Phải biết rằng, 3 người họ là cảnh giới thần tổ đỉnh cao. Mấy năm nay tung hoành vũ trụ, ngoài nền văn minh vũ trụ cấp 9 nền văn minh thiên mộ, họ chưa từng gặp phải đối thủ. Họ là sự tồn tại gần như vô địch. Mà bây giờ 3 đánh 1 còn bị thua thiệt. Sắc mặt Bùi Thần Hầu vô cùng khó coi, đánh chết cô ta. Vừa dứt lời, 3 vị thần hầu bỗng biến thành 3 cầu vồng bay lên trời, gần như cùng lúc đó, Táng Cương cũng biến mất khỏi chỗ đó. Một tiếng nổ chói tai vang vọng khắp vực Cửu Châu, sau đó dư chấn sức mạnh của 4 người truyền ra bên ngoài qua vô số khoảng thời không hư vô, tất cả mọi người đều sợ hãi. Vì chỉ riêng dư chấn sức mạnh này thôi cũng đủ để hủy diệt toàn bộ vực Cửu Châu rồi. Nhưng vào lúc này, 4 dư chấn đó phát động cấm chế phong ấn phía trên tháp Cửu Châu, thoáng chốc tất cả dư chấn đều bị đánh tan, như thể chưa từng xuất hiện. Cửu Châu chủ. Tất cả mọi người thở phào, đồng thời cũng càng thêm kính sợ Cửu Châu chủ trong truyền thuyết. Diệp Quân ở đằng xa chăm chú nhìn vào khoảng thời không hư vô đặc biệt đó, lúc này Táng Cương đã một tay áp chế 3 vị thần hầu. Sức mạnh huyết mạch của cô bé mạnh hơn hắn và tỷ hắn Diệp An rất nhiều. Lúc này Diệp An đi đến cạnh Diệp Quân, cô ấy nhìn Táng Cương trong thời không hư vô đó, cô ấy là ai thế? Diệp Quân trầm giọng nói, tháp gia nói, chúng ta nên gọi là cô. Diệp An sửng sốt, cô. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Diệp An nhìn Táng Cương, sau đó nói, cô này có vẻ không giống người tốt. Diệp Quân. Nguy hiểm. Ngay lúc này giọng tháp gia bỗng vang lên. Lông tơ trên người Diệp Quân dựng đứng, trong khoảng thời không đó, Táng Cương bỗng dừng lại, ngay sau đó cô bé đột nhiên xoay người lại, lúc này một bàn tay xuất hiện trước mặt cô bé. Trong phút chốc,
Táng cương bị chấn động lùi ra xa mấy vạn trượng, đồng thời sức mạnh huyết mạch xung quanh táng cương biến mất. Thấy thế Diệp Quân biến sắc, hắn vội xòe tay ra, táng cương, nhận lấy kiếm. Kiếm thanh huyền bay vào trong thời không hư vô đó, nhưng ngay sau đó một bàn tay tóm lấy nó, sau đó bàn tay đó hơi dùng sức. Kiếm thanh huyền lập tức vỡ nát, biến thành vô số mảnh vỡ. Diệp Quân và Diệp An ngơ ngác. Chủ nhân bàn tay đó bỗng nói, kiếm thanh huyền, chẳng qua cũng chỉ có thế. Kiếm thanh huyền vỡ. Diệp Quân hơi ngỡ ngàng nhìn các mảnh vỡ nằm rải rác của kiếm thanh huyền, loáng cái hắn như bị sét đánh, đầu óc trở nên trống rỗng. Trước kia, kiếm thanh huyền chỉ bị nứt thôi, nhưng lần này thì vỡ rồi. Sao có thể? Diệp An cũng đang trợn tròn mắt với vẻ khó tin. Kiếm thanh huyền là đệ nhất thần kiếm dưới tam kiếm đó. Giờ nó vỡ rồi ư? Lẽ nào cha họ lại đưa cho Diệp Quân hàng giả? Diệp An nghi hoặc nhìn người đã làm vỡ kiếm thanh huyền, cô ấy phải xem đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng chỉ thấy người đó mặc trường bào màu đen, đội nón, ngoài ra còn đeo mặt nạ, vì vậy chỉ thấy mỗi hai con mắt, mà đôi mắt ấy lại bình lặng, không chút gợn sóng như cái giếng cổ. Giọng nói của người đó khàn khàn, thêm một thân đồ màu đen cùng mặt nạ nên không rõ là nam hay nữ. Diệp An nhíu mày, người này đang cố tình che giấu bản thân ư. Mọi người có mặt ở đây đều tò mò nhìn người thần bí đó. Rốt cuộc đây là ai? Diệp Quân cũng đã bình tĩnh lại, hắn nhìn người thần bí thì thấy người này tỏa ra khí tức kỳ lạ. Dưới sự bao phủ của khí tức ấy, thần thức của hắn chỉ cần sát lại gần người đó một chút là biến mất ngay. Diệp Quân nhìn người đó rồi hỏi, người biết ta à? Nếu người kia biết kiếm thanh huyền thì chắc chắn cũng sẽ biết hắn, mà hắn chắc hẳn cũng quen người này. Không thì người này không cần phải cải trang như vậy. Nhưng điều khiến hắn thấy lạ là hình như chỉ có một đến hai người có thực lực siêu khủng trong số những người hắn quen thôi, mà hai người đó không thể về phe sáng thế đạo điện được. Người thần bí khàn giọng đáp, nghe đồn Diệp công tử thông minh xuất chúng, hãy đoán đi. Diệp Quân im lặng nhìn người đó. Tiếp theo đi tới cạnh Táng Cương, không sao chứ? Táng Cương lau vệt máu trên khóe miệng rồi đáp, cho ta hút hít máu được không? Diệp Quân lập tức đen mặt, nhà đầu này vẫn còn thương nhớ đến máu của hắn. Cô bé coi hắn là gì chứ? Cái thùng máu chắc. Táng Cương nghiêm túc nói, ta cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa hồi phục, nếu người cho ta uống thêm ít máu thì ta có thể mạnh hơn. Diệp Quân cũng nghiêm nghị nói, ta mà cho ngươi uống máu tiếp là ta chết vì mất máu luôn đấy. Táng Cương nhìn người bí ẩn kia rồi thờ ơ nói, không uống máu thì ta không đánh lại người đó đâu. Diệp Quân, ngươi nhớ lại chưa? Táng Cương ngẫm nghĩ rồi đáp, nhớ được chút chút rồi. Diệp Quân vội hỏi, là gì thế? Táng Cương, hình như máu của cha ngươi còn ngon hơn. Diệp Quân đứng hình. Sau đó mừng rỡ rồi nói, người biết cha ta à? Cô váy trắng từng bảo cha hắn mang ơn ai thì hắn phải trả ơn cho người đó. Trong khi đó, nhà đầu này lại biết cha hắn, rõ ràng cô bé chính là mấu chốt của nhiệm vụ. Chỉ cần nhà đầu này nhớ lại thì hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Táng Cương lại lắc đầu nói, ta chỉ nhớ là máu của cha ngươi ngon thôi, cái khác thì không nhớ. Ngươi gọi cha ngươi ra đây để ta uống ít máu được không? Diệp Quân. Diệp Quân chán nản khi nhìn Táng Cương chỉ nghĩ đến chuyện uống máu. Nếu hắn khôi phục tu vi, đồng thời được cô hỗ trợ và thắp sáng được khúc cuối của kiếm thanh huyền thì có thể đấu với người bí ẩn này một trận. Nhưng giờ thì đánh đấm kiểu gì? Đúng lúc này, người thần bí chợt tiến lên một bước, ngay sau đó Diệp Quân và Diệp An đã bị một luồng khí tức mạnh mẽ chân áp tại chỗ, không thể cử động. Dù Diệp An đã thi triển huyết mạch phong ma của mình thì vẫn bị trấn áp như thường. Yếu thế hoàn toàn. Lúc này, Diệp An cũng có vẻ mặt sững sờ chưa từng có khi chứng kiến thực lực khủng khiếp của người thần bí kia, đó là một loại trấn áp của đại đạo. Đạo của người này đã trên cơ cô ấy. Đúng lúc này, Táng Cương chợt giơ tay lên rồi xòe ra, tia máu lập tức xuất hiện. Thuật đề đầu. Người thần bí kia đã bị tia máu che phủ. Có tia màu nhàn nhạt xuất hiện ở cổ cô ta, nhưng ngay sau đó cô ta đã khẽ vung tay phải lên, tia máu quanh người đã tan biến. Sau đó,
Táng Cương đã biến thành một cột máu rồi tấn công người bí ẩn. Người kia điểm một ngón tay. Bụp. Tia máu vỡ nát, Táng Cương đã bị đánh bay về chỗ cũ. Thấy thế, Diệp Quân sa sầm mặt, sau đó nhìn chằm chằm vào người bí ẩn kia, không biết rốt cuộc là ai. Sau khi dễ dàng đánh bay Táng Cương, người bí ẩn không ra tay tiếp nữa, mà ngoái nhìn sang bên phải rồi cười hỏi, xem chán chưa? Diệp Quân ngoái nhìn thì thấy thời không ở tít phía xa bên phải chợt trở nên hư ảo, có một bóng người ở đó, nhưng hắn không nhìn rõ là ai. Hắn lại thấy nghi hoặc, ai nữa đây? Ảo ảnh đó nhìn người bí ẩn rồi đáp, người còn cuống hơn ta nghĩ. Người thần bí cười nói, người thì sợ hơn ta tưởng. Ảo ảnh không hề nổi giận trước câu châm chọc của người bí ẩn, mà bình thản nói có nhiều chuyện không vội được. Người bí ẩn cười mỉa, tùy ngươi thôi. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.